Khách đông này là phải chạy rồi. Rồi, bây giờ mình vô live rồi đó. Từ sáng đến giờ nha, không hiểu tại sao mình vô live mình bị rớt hai lần, nó đang đang live nhưng rớt ra. Dạ, cái wifi của em. Hả? Wifi chi của anh không kết rồi. Ờ vậy hả, nó bị đá ra. Bây giờ anh connect vô cái để mà chữ guest á. Bây giờ anh vô đây nè, vô đây nè. Cái wifi để chữ guest á. Ồ, sáng giờ mình xài 5G luôn á, mình không xài wifi. Bây giờ mình vô wifi nè. Ok, vô được chưa wifi Zoom. Ok, thôi, các bạn theo dõi ha. Chào tất cả bạn và các anh chị ha. David sửa soạn làm cái bộ này là David sẽ đắp bột nha mấy bạn. Nhưng mà trong cái đắp bột này David sẽ làm một vài ngón. David sẽ làm một vài ngón cái dipping. Thì trong cái dipping này là David sẽ hướng dẫn mấy bạn làm cái dipping ombre một nốt nhạc. À, mình đắp luôn cũng là một nốt nhạc được luôn, hết tất cả đều là trong một nốt nhạc hết. À, cái màu chủ đạo ngày hôm nay là, bây giờ không biết cô model của mình muốn màu gì chủ đạo đây nè. Mình thích màu nào thì mình sẽ làm màu đó. Vô rồi, ok rồi. Rồi, bây giờ các bạn theo dõi nha. Chào các bạn và các anh chị. Sáng giờ mới ăn xong no bụng rồi, bây giờ coi như là mình sẽ chiến đấu cho tới khi nào mình đi về thôi. Mình ăn trễ nữa. Ăn trễ mà. Anh à? Dạ. Ờ, mới dậy thì tuần rồi. Đúng rồi. Cứ ai cứ hỏi sao là nói, ờ tuần rồi mới dậy thì xong. Chào tất cả các bạn và các anh chị nha. À, cái trước tiên á, mình làm á, thì bây giờ thí dụ mình đắp bột thì mình không cần ăn thử cái khúc này, mình không quan tâm. Nhưng mà nếu mà mấy bạn deep á, à thì mấy bạn nên nhớ là deep là phải là mình phải cái dũa thằng này cho thật sạch đi. Tại vì nếu mà deep á, mình không dũa thằng đó nó thật sạch đi đó, mình deep nó sẽ bị gồ ghề ha. Hello Danny Lu, em anh đang có show Caroline. Anh đang ở bên Atlanta nha, anh đang ở bên Paddy Spa. Em có ở gần đây không? Gần đây thì chạy tới coi. Nhà mấy bạn thấy cái đầu dũa này nó rất là xếp tì, nó sẽ không có ăn vào cái bóng thật của người ta. Hả? Đó. À, mình đắp bột thì mình sẽ cần bỏ cái primer vào đây vào. Ha. Còn chỉ khi mình dip á, thì mình sẽ không xài primer thôi. Mình đắp bột thì mình nên xài, không thôi là nó sẽ không có ăn cái nó không có bám. Ha. Rồi bây giờ mình lấy màu này đi ha. Yeah. Cái màu này nhẹ nhàng này, mấy bạn thấy cái màu này solid này là solid 39. Solid 39 này nếu mà mình đi chung với lại cái màu kia nó rất là tốt. Nó có một cái màu các bạn có thể là đi chung làm ombre. Hai màu. Đây, màu này màu pink đây. Okay. Các bạn. À, người ta nói là cái hồ xoàn đẹp quá. À, cảm ơn mấy bạn. Hồ xoàn rất là đẹp. Rồi. À, trong cái này David sẽ có một cái số design, David sẽ cắt cái thằng này cho mấy bạn coi. Mình sẽ dùng hai cái này mình làm ombre cho mấy bạn coi luôn. Thì hai cái màu này mình làm ombre xong. Sau khi đó, David sẽ làm, hướng dẫn cho mấy bạn làm. Hello Paris Hill Hill, em khỏe không? Rồi, sau khi xong đó mấy bạn thấy David sẽ làm là David sẽ làm cái cọ này là cọ số 10 nha mấy bạn và mấy anh chị. Em cũng mới mua hai cây. Ừ, cọ số 10 đang good lắm. Nó lấy cái liquid là nó không có nhiều. À, nó vừa đủ. Cục bột này mấy bạn thấy không? Bây giờ mình thả này.
ngay ngay 3233 của cái bóng này, bạn kéo xuống này ha. Nếu bạn thấy cô bột không, nó nằm yên đó nhưng mà nó không chảy, mà nó không khô. Nhưng mà với bạn đập ngay chỗ này thật là mỏng lại, các bạn vuốt xuống từ từ. Cái bột của chi sồ nó có một cái là như vậy, không có bị loang ha, rất là dễ làm. Nó là một cái product, nó kêu là nó là very friendly products ha, nhẹ nhàng cho mình làm. Mình có ôm từ hai bên, mình ôm vào trong. Ok, các bạn cứ từ từ mà bạn kéo xuống, cái màu rất là chuẩn ha. Thấy chưa, thấy mấy bạn thấy không, mình ôm nó là ngay giữa này. Mình làm đó, mình đừng có lo vấn đề là mình làm hết một cục cho một ngón tay, cái đó chuyện đó không có quan trọng. Cái quan trọng là cái thần thái của nó đó. Cái quan trọng là phải đẹp, thì mình đắp kiểu nào cũng vậy hết. Okay, mình đắp làm sao cho nó đẹp, đắp làm sao cho khỏi phải tốn công giũa đó, cái đó là cái quan trọng nhất. Mấy bạn đập hai bên góc này, ôm lại này, thấy chưa, ôm nó vô như vậy thì cái ngón nó thẳng ra. Ở dưới nó có một chút xíu bột này, mình bỏ nó đi thôi, chút xíu không xíu mình kéo nó ra thôi, mình bỏ nó. Rồi sau đó là mấy bạn lấy cục bột thứ hai nha, đây là cục bột màu vàng, màu pink chứ kìa. Nếu bạn thả ở ngay cái cuticle này, thấy chưa, okay, mình để sát vào cái cuticle đây nè, tròn cái này không, bạn kéo nó xuống đó, thấy chưa. Nếu bạn nhẹ nhàng với bạn vuốt hai bên này cho nó sạch đi nè. Ok, nhà bạn thấy không, mình mới bỏ. Hello Nhân, em khỏe không, lâu quá không gặp em khỏe không, lúc này sao rồi, có gì lạ không nè. Cục bột thứ hai nha, nè các bạn thấy cục bột thứ hai mình thả ngay đây luôn đó. Nghiêng móng xuống, khi mình thả cục bột mình xuống là mình đập cho nó sát vào cái đi cò này, các bạn thấy chưa, kéo xuống này, thấy không đó. Thì á, cái bột này ở trên này này nó phủ xuống, mấy bạn cứ để cho nó phủ xuống dưới thế này thì nó loang sâu bao nhiêu thì cái ombre nó đi ra đều bấy nhiêu. Mấy bạn anh chị thấy chưa, à, nó rất là đều đúng không. Rồi bây giờ để mình sẽ dùng cái ngón này để mình sẽ cắt cho mấy bạn coi, mình sẽ làm kiểu này. Để mình sẽ lấy màu này, màu pink này ha. Này, mấy bạn thấy màu pink này không, đấy rớt này, pink này. Nha, có bột pink này, các bạn thả ngay cuticle này nha. Đẩy lên sát cuticle, thấy không? Mình ôm nó lại nè. Thấy chưa? Mình ôm nó lại này ha. Mấy bạn thấy khi mà cái clip product của mình nó mình manage á, mình đẩy nó này. Mặc dù hiện thời tiết của Atlanta rất là lạnh nha. Mình ngồi đây mà mình mặc áo lạnh mà mình vẫn thấy lạnh luôn á, là mình biết là nó lạnh cỡ nào rồi. Mà thường thường lạnh là nó chảy kinh khủng lắm ha. Nhưng mà đây mình có pha một chút xíu cái liquid khô nhanh vô trong đây là khoảng chừng 10% để cho nó đứng lại. Nó giúp cho cái liquid nó đứng lại nhưng mà nó sẽ không khô nhanh. Ok, thì các bạn thấy nè, ôm nó lại này ha. Mấy bạn từ từ kéo xuống ha. Lâu quá đâu gặp em đâu. Đúng rồi, em đâu có, anh có thấy, đâu có thấy em lên đâu. Em cũng bận đúng không? Ôm nó lại này ha, các bạn thấy không? Ôm nó lại nha. Đúng rồi, lâu quá anh không thấy em lên. Rồi đó. Ok, mấy bạn thấy nè. Mình đắp nửa thôi, tại vì mình muốn dùng cái đầu này để mình cắt ha. Mấy bạn có thể dùng cái đầu này làm cái fan nè. Mà mấy bạn nhớ là trước khi mình cắt vào đó, mình chờ cái mặt bột này nó mờ đi. Nó quan trọng là cái lúc nào cắt, cái lúc nào không cắt. Nó ướt như vậy mình cắt nó sẽ bị hư ha. Mình chờ cho nó hơi mà mờ đi. Lúc đó mình sẽ nhúng một chút xíu vào cái liquid này. Touch a little bit here. Mấy bạn thấy này, này cái chai liquid này đúng không, này, đụng nó vào chút xíu. Để làm gì? Để cho cái đầu này nó ướt này. Nó ướt như vậy đó, mình cắt thì nó sẽ dễ hơn. Này, mấy bạn trước khi mình cắt này, mình đưa nó vào đây này. Okay, bạn chấn nó ngay giữa cái xuống này. Mấy bạn nghiêng cái này lên trên này.
cái mình lắc nhẹ bên trái, lắc nhẹ bên phải, lắc nhấn xuống mình rút nó ra. À, mấy bạn thấy chưa? Sau khi rút ra này, mấy bạn coi này, mình đưa vô đây này, mình làm cho nó sạch cái thằng này đi. Ok, mình trở ngược lại bên đây này, mình dùng cái thằng này tiếp tục này, các bạn thấy chưa? Ghi vào sát vào đó. Đó, thì bạn thấy mình có một đường, mình có một cái smile line nó rất là cong ha. Và sau đó mình sẽ dùng cái màu này ha cho mấy bạn coi. Đây. Để mình sẽ sơn cái màu này thật là mỏng ở trong khúc dưới đây. Các bạn thấy là cái màu này màu đen đúng không? Các bạn không cần phải làm gì hết, các bạn sơn thật là mỏng ở dưới này đi. Ok. Đó. À. Các bạn sơn cái màu đen này ở dưới đây đó. Đó. Sau khi đó là mấy bạn bắt đầu mình bỏ những cái, tùy theo những bạn có thích bỏ những cái design hay những cái gì vào dưới đó thì mấy bạn bỏ nó vào. Đó. Nhưng mà nhớ mình bỏ nó đen đen thì nó đẹp hơn. À. Đó. Okay. Thấy chưa? Rồi. Mình sẽ có bỏ những cái đồ nghề vào. Không, mình có thể mình bỏ rất là nhiều cái thứ mình muốn, có thể bỏ vào. Bạn có thể bỏ hoa, các bạn bỏ cái gì cũng được hết. À, những cái hoa này thì bạn cắt ra làm đôi đi, lấy nửa thôi. Các bạn đưa nó vào ngay giữa này. Đó. Ha, các bạn thấy chưa? Rắc rắc thêm vào trong cái bông này, nó đi vào đây. Ok. Rồi, hello là nè, các bạn thấy không? Giờ này mình làm á, anh thua mình hết. Những cái mình bỏ vô như vậy này đó. Sau đó mình bỏ bột clear lên thôi xong. Thấy chưa? Thấy chưa? À, bây giờ đi lấy vào. Đẩy vô đây. Đấy. Rồi sau đó mấy bạn bỏ bột clear lên cho đây bên. Tại vì cái bột clear nó nó cover cái đó, nó sẽ ra cái gì đó. À, các bạn thấy chưa? Đây. Màu clear nha mấy bạn. Đẩy nó sát vào đó. Lên tế trong cái cuticle này ha. Mấy bạn đẩy sát vào. Lạnh không em, lạnh không? Lạnh. Ừ. Kêu nó cho xin cái anh làm anh quen này chứ, nãy nó ngồi là cũng lạnh lắm á. Yeah, tại em đi Việt Ngô Vĩnh. Chứ ngồi yên chỗ lạnh ha. Yeah. Nè. Nếu bạn thấy mình đây có bộ clear thứ hai là mình đi sát vào này không? Liquid này anh David xài không có hôi á, không có hôi lắm. Đó, nó là liquid của Chiso đó. Ờ, không có hôi lắm. Ừ. Anh ngửi được. Nó cũng hôi. Nó cũng hôi nhưng mà nó không có gọi là, nó gọi là very strong cho lắm. Okay. Mấy bạn bỏ vào ha, cái bột clear mấy bạn bỏ nó vào đó. Ok. Rồi. Em cũng mua cái này mà cắt không được anh ạ. À. Đúng rồi, em nhớ em cắt là em phải đứng cái thằng này lên như vậy. Em thấy cái này không? Em phải đứng đưa nó lên như vậy. Đó, em thấy cái, em nhìn vô là em thấy cái
khuôn của nó không. Em phải cắt theo như vậy đó, nhớ là phải đưa nó vô như vậy ha. Giờ mình qua ngón tiếp tục này ha. Này. Này, ngón này ha, lấy bột này cũng vậy là thả 2/3 của cái bóng này. Okay. Đây. Ôm nó lại nha. Chùi cỏ xà xé, đây là cái cỏ số 10 nha mấy bạn. Này. Ôm lại này, thấy mấy bạn thấy không? Này, ôm kéo xuống này. Các bạn cứ nên nhớ là mình ôm từ hai bên, mình ôm vào trong hết. Này, ở giữa lúc nào nó cũng có độ cao hết đấy. Các bạn cứ vuốt từ hai bên, mấy bạn vuốt vào cho David nha. Thấy không? Để làm gì không? Để mình giữ được cái shape nè. Thấy chưa? Mà hai bên nó lại mỏng nữa. Mà hai bên này nó mỏng thì nó đẹp. Các bạn hiểu chưa? Đó. Đưa nó vào. Đập cho nó đều ngay đây này. Thấy chưa? Lấy nó ra. Ôm lại này không? Đó. Rồi sau đó mình lấy cục bột thứ hai nha. Nó dơ, nó bị đen. Lại cục lại. Ok. Liquid gì vậy? Liquid của Chisel đó em. Nè, mình lấy cục bột thứ hai nha mấy bạn. Mình sẽ thả cục bột thứ hai ngay kia đi cầu nè. Ok, giữ nè, nghiêng móng nè. Đập nè. Thấy chưa? Kéo xuống. Kéo xuống. Bạn nào kéo xuống. Kéo xuống là đập cho nó đều ra nè, thấy không? Đó, thấy chưa? Nhưng mà ngay kia đi cầu nó chưa có được tròn này. Ok, mấy bạn trở lại, mấy bạn lấy một cục khác, các bạn thả ngay kia cầu cho David. Ok. Cũng nghiêng cái móng xuống luôn này. Bạn đẩy sát vào kia đi cầu cho David ha. Đó, các bạn kéo nó xuống này. Thấy chưa? Nhưng mà nhớ phải có cái bột clear, tại vì không có bột clear ngay đó dũa nó bay hết. Nhưng mà mặc dù chút xíu nữa mình sẽ làm ombre nữa chứ không phải là không đâu nha. Mình sẽ làm ombre một nốt nhạc trên hai cái ombre này luôn, tức là mấy bạn sẽ thấy ba màu ombre. Mình làm một nốt nhạc trên cái lại này luôn. Hello Samantha, sư phụ yêu nghề vất vả quá. Hello, cảm ơn. Đúng rồi. À, ping số mấy vậy sư phụ? Lê Tấm Cát, Lê Cát Tấm. Ping này là số sao lại 89 nha em. Ping này là sao lại 89 và cái màu hồng này đó, cái màu đậm này là sao lại 39. Màu này là 39 thì 89. Rồi. Mình qua bên này lại mình làm cái đầu cắt lại này. Mấy em chú ý nha. Nè. Này có bột này ha. Đó, thả ngay kia đi cầu này, thấy chưa? Nghiêng xuống này. Mấy em mới ấn nó vô này, thấy không? Thấy chưa? Cái mà cái cục bột nó manage á, nó dễ là vì lý do này. Cái cọ của mình nó đúng, nó lấy cái liquid nó vừa, nó không có lấy liquid nhiều quá. Ha? Mà cái liquid của mình lấy nhiều quá đó là nó sẽ bị chảy dữ lắm. Mấy em hiểu chưa? Nó chảy dữ lắm. Thì đâm ra là ôm nó vô này, không kéo nó xuống này, thấy chưa? Đó, ôm nó lại này, thấy không? Đó, chùi cọ sạch sẽ lúc nào cũng vậy hết á, chùi rồi mình mới vuốt nè. Ok, đó. Thấy chưa? Sau khi mình vuốt nó theo cái ý của mình muốn rồi, mình để nó một chút xíu, khi mà nó ok rồi đó. Hai màu ombre số mấy vậy anh? Solid 39 và solid 90, trời nó qua mình mới quên, solid 89 89 và 39 nha. Này sau đó mình sẽ dùng đồ nghề mình cắt. Mấy bạn coi này, thấy không?
mình nhúng cho nó ướt ướt chút xíu. Mình muốn cắt á, là mình coi cái mặt bột này là thấy không, nó còn hơi ướt như vậy mình cắt nó không có đẹp. Mình phải canh làm sao cho cái lúc nó vừa đủ chín. À, nó vừa đủ chín là cái mặt bột nó mờ mờ đi này là mình cắt là đẹp nhất. Mình làm cái gì cũng vậy hết, làm cái bằng cắt bằng dao hay bất cứ cái nào nó đều giống nhau hết này. Bây giờ mặt nó mờ đi này, bạn thấy không, mình đưa nó vào này thấy không, mình chấn nó này đó, các bạn thấy không, lắc này, kéo ra này, thấy chưa, đúng không? Sau khi bạn lắc bạn kéo nó ra rồi này, các bạn chật ngược lại, mấy bạn chơi góc này này đó, như vậy thì nó sạch cái thằng này đi, thấy chưa. Cũng lật ngược lại bên này luôn này, đó các bạn thấy chưa. Thì cái độ cong nó rất là cong hả, đúng không? Hello Lily, em khỏe không? Rồi bây giờ mấy bạn coi lại này nè, màu đen đúng không nè, thả màu đen vào đó. Các bạn đẩy nó lên ha. Đấy. Đó. Mình sẽ vuốt lại cho nó sạch đi đấy ha. Đó. Hello Danny em, Vanessa. Em khỏe không Vanessa? Rồi bây giờ màu này ha, thì bây giờ mấy bạn theo dõi đây đi, mình sẽ bỏ cái màu này vô đây đi ha. Không có bỏ cái bông nữa mà mình bỏ cái thằng này vô luôn. Ừ. Đi sát vào trong này luôn này. Để mình cho cái thằng này nó vô cái cuticle trong này, nó nằm trong đây. Ok. Sau đó mấy bạn bỏ cái bột lia lên thôi là xong. Okay. Okay. Cách này vòng bên nó đổ rồi. À, hello Thanh Huệ, cảm ơn em. Anh cho em hỏi ombre một rốt nhạc sao mau chóc vậy anh? Em làm không đúng đó. Chứ thường thường nó không có chóc đâu. Khách ăn đi 3 tuần, 4 tuần không chóc được đâu. À, em xài top như thế nào, em làm như thế nào nó mới chóc nhé. Khách ăn đi, ăn khách ăn đi có nhiều người đi 5 tuần rồi không chóc nữa. Đẹp không Lily? Bữa nào làm cho bộ này. Nè. Thả cuticle vô cuticle ha. Em gì em thảo hồ, em làm như thế nào mà nó bị chóc này, nó bám chắc lắm anh, rất là nhiều người làm rồi, nó đi 3 tuần 4 tuần không xi nhê gì hết á, đâm ra thế mà em bị chóc là chắc em bị có một cái thể trong cái lúc em làm nó có một cái gì sai hay là em siêu như thế nào. Chứ nó bám chắc lắm. Anh David, anh gì mà làm đẹp thế? Hello Jackie Chan em. Ăn cơm. Ăn cơm, ăn hủ tiếu, ăn phở. Nhớ là ăn nhiều phở vào. Phở là phải ăn phở chân dài nha. Phở chân gà. Phở chân gà, phở chân dài. Phở chân dài, phở chân dài. Phở chân dài là có anh David. Chân dài, phở chân dài, phở chân gà. Này, các bạn thấy không? Đắp này. Đập vô ha, mình đắp cho nó gọn lại, mình giữ gọn lại nè, nó rất là dễ làm. Hello Lily, em thấy màu đẹp không Lily? Nè. Hai màu, này là màu đen và màu hồng, rồi ombre ha, nhưng qua bên đây mình làm ombre lại nè, ok. Đúng rồi đó, Jessica, em rành, em là quá rành luôn. Quá rành luôn, ăn phở gà chân dài. Đúng rồi, gà là phải chân dài anh mới ăn. Đó. Ăn chân dài đỡ bị rung tay em ơi. Chứ mà không chân dài ăn nó rung tay lắm. Nha, nhớ không?
nhớ đắp này. Ngay cái chỗ này là ombre là quan trọng, nằm cái này làm trắng hồng hay làm màu không thành vấn đề, nó đều giống nhau hết, cái concept nó giống y chang nhau. Ngay cái chỗ này nó phải mỏng, thì nó mỏng như vậy đó thì mình đưa cái màu khác vào đó thì cái màu ombre ra nó mới đẹp, chứ còn không là nó không ra đẹp. Còn không nó còn không mấy bạn làm ngay chỗ đó dày là mấy bạn bị hai ranh giới, em kéo bột mà không theo ý cứ đi hết hết bột, hết bột là em kéo mạnh quá tay, em kéo mạnh tay quá, em dùng cây cọ lớn quá, em lấy bột ướt quá, em hiểu chưa? Khi mà em lấy bột ướt quá thì em kéo cái bột nó đi hết, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, em dùng cây cọ của em nó lớn quá, cái lông cọ nó quá cứng thì mình kéo nó sẽ đi hết bột, hiểu chưa? Nó, anh nghe là anh biết là em làm, em biết tại sao rồi. Anh để ý anh thấy có nhiều người làm giống như vậy đó, kéo bột đi hết này, đắp lên này kéo bột đi hết này. Mới 4 giờ mà làm rồi. Ồ, em 4 giờ sáng nhưng mà anh 4 giờ chiều. Anh đang ở Atlanta, bên anh là đang 4 giờ chiều rồi. 4 giờ sáng là anh biết em đang ở Việt Nam rồi. Thôi em không đi ngủ đi, mà leo lên trên đây à, muốn coi anh live stream đúng không? Em muốn biết thêm về phở chân dài đúng không? Ráng học hỏi nha. Ở bên Việt Nam em nghiên cứu đi, mai mốt anh về Việt Nam dẫn anh đi ăn phở chân dài. Phở gà thì lỗi. Phở gà chân dài. Ở Việt Nam thì bao la. Mà bên đây, ở bên in Atlanta này có phở chân gà chân dài mà gà ác không à? Không, không có da, không có vợ, không có gà da vàng. Mà toàn là phở có gà, nhưng mà gà ác. Con nào nó cho nó chạy thằng lâu vậy nè. Cho nó chạy hơn gan luôn á. Con đi mà ăn vô nữa, ác mặt mình, ác con gà luôn. Anh biết là mặt mình ác luôn á. À, bạn thấy này, mình thấm nó vào đây này, thấy chưa? Và mấy bạn kéo nó xuống. Tại vì cái clear này nó sẽ giúp cho mình, mình giũa nó không bay mất cái ombre của mình. Ha. Nhưng mà chút xíu nữa, tại vì cái ombre này là mình sẽ còn thêm ombre nữa chứ không có mình kéo mạnh đau lắm anh. Hoặc là kéo được ít nó khô luôn. Ồ, anh biết tại sao? Tại vì em dùng cái liquid khô nhanh quá thì đâm ra em kéo thì là lẹ để cho nó khỏi, để cho nó khỏi bị khô. Nhưng mà em kéo lẹ quá, tay quá, nó bay hết cái bột của em luôn. À, tại vì em đang dùng cái liquid nó không đúng ha. Liquid nó dùng nó không đúng là nó sẽ bị hết. Đó. Rồi ok. Đó, bây giờ mấy bạn thấy không? Món này chưa có clear nè. Nó này chưa có clear hả? Đó, bây giờ mình có model nhắc nhở cho mình biết luôn. Coi bỏ clear. Màu hồng số mấy hả? Màu hồng solid 89. Cái gì Lily em? Phở Việt Nam nước béo nha. Ồ vậy đó hả? Ồ phở Việt Nam nước béo phải không? Không, anh không biết nó béo cỡ nào. Chưa ăn. Bữa nào anh nhớ, mà khi nào mà anh có cái show ở Sarasota em nhớ dẫn anh đi ăn phở Việt Nam nha. Màu hồng số nha, nhớ không Lily? Anh chờ đó, anh sửa soạn có cái show gì đó rồi đó. Anh đang book show. Màu nào chi rồi cũng ombre được hả anh? Đúng rồi Thảo ơi, màu nào cũng được hết nha, không có à, mình sẽ để lại một ngón để mình làm ombre, dipping ombre. À, mình sẽ làm một ngón ombre dipping nha. Mình còn những cái kia để mình để hết, mình đắp hết. Nên vậy mua liquid gì em dùng mùi sợ quá. Mùi à, có làm có khử liquid qua hay là liquid về luôn mà không phải xử lý? Không, anh đâu có liquid đâu có khử được em. Như là làm như nào thì nó sẽ như vậy thôi chứ đâu có khử được à, nhớ không có khử được ha. Thì đâm ra là anh giữ một cái ngón này lại này, chút xíu anh sẽ đíp cho mấy em coi này. Bây giờ mình vẫn ở bên đây, mình vẫn tiếp tục mình làm theo cái ombre ha. Các bạn thấy cái bột không, muốn chảy, sợ nó chảy thì thấm miếng giấy chút xíu, các bạn thả 2/3 của cái móng thôi. Ok, sau đó các bạn ôm nó lại nè. Okay. Đó. Làm bột khóa ở London cho bọn em học với. Ở London hả? London thì chưa qua được. Anh đang busy quá ở bên này.
Đúng rồi, bên London thì anh cũng có bên đó có supply bên đó. Cũng kêu anh về hoài nhưng mà anh chưa có thời gian về. Đây này, lát chút xíu anh sẽ chỉ cho em cái liquid để em mua. Cái liquid của chị Sổ nó mùi nhẹ mùi lắm. Nó có mùi chứ không phải là không. Tại vì liquid nào cũng có mùi hết tất cả. Cái thằng EMA thì nó có cái mùi hôi của EMA. Nhưng mà anh thì anh quen cái mùi này rồi thì anh lại không thấy hôi. Nhưng mà cái thằng mà nó liquid mà khô nhanh á thì anh lại thấy nó hôi quá, anh chịu không được. Đúng là ai làm gì quen cái đó. Đúng không? Đây, ôm nó lại này thấy không? Ôm nó lại này. Kéo nó vào ha, cho nó đều ha. Đây này, cái liquid của cheese. Liquid này là liquid nãy giờ đây sáng thì là David đắp cái liquid này này. Khi nào anh xuống vùng nắng ấm nhớ mang nước thơm nha. Ồ, em mê cái nước thơm của anh này đúng không? Ờ, anh sẽ đem, anh sẽ đem một chai Chanel No. 5 anh xịt cho em. Nè, cái liquid cheese này nó kêu là EMA này. Mà trời, nó lạnh dễ sợ luôn rồi. Cái chai bình liquid nó lạnh. Này. Cái liquid MMA nó hôi lắm, nhưng mà tại vì có nhiều người người ta quen người ta lại lấy nó, người ta lại nói là cái liquid nó thơm. Khổ vậy đó. Anh thì anh thấy nó càng, anh hử thì anh chịu không nổi, anh thấy hôi quá. Nè, mấy bạn thấy có bột nhỏ này ha, thả ngay cái critical đúng không? Tẩy sát vào cái critical này ha, nghiêng cái móng có một bên lên. Để cho cái liquid nó chảy xuống dưới chứ không phải nó chảy ngược lên trên đúng không? Sau đó mấy bạn kéo nhẹ này thấy không? Đó, nhẹ nhàng đúng không? Rồi, mấy bạn chùi cái này cho David sạch đi nè. Ok. Thấy không? Mấy bạn trở lại mấy bạn của bộ thứ hai ha. Kéo nó vô này ha. Thì các bạn kéo cái màu hồng nó xuống sâu bao nhiêu thì nó thì cái màu của mình nó trở thành cái ombre nó dễ dàng bấy nhiêu ha. Màu hồng số 98 nha em, à 89 chứ quên, xin lỗi, 89 nha. Này sau đó mình bỏ màu clear lên đây này, thấy chưa? Sao? Có người khác mua giờ có cái question. Rồi, có question gì đây? Mua có một clear sao nhúng vô bây giờ nó đục ngầu, nó không có clear. Nó đục ngầu là mình là cái màu đỏ, cái màu đỏ mình nó cái mình giống bột lia trên mặt, mình giữ cái màu á. À, đục hết trơn luôn mà nó không có lia. Đây này, đây là bột lia nè. À, một cái hũ bự á. À, nó đục ngầu hả? Nó đục à. Có là... chừng bị American không ta? Cái clear hay American? Nó đục nó như là sương mù vậy đó. Chữ clear hay American? Là chữ lia đàng hoàng. Có thể sương lộn không? Cũng không biết được, làm sao biết được. Làm hả? Nhưng mà làm mấy bây giờ bây giờ lấy một cái liquid đó, mình lấy nó, mình đưa nó lên coi nó ra màu gì. Vậy là chắc lộn rồi. Vậy là phiêu lộn rồi. Phải ai phiêu lộn hay label lộn? Không, có thể là label lộn. Vậy là American rồi. Đem đổi lại đi. Đem đây đổi lại đi, đó đưa vô hũ khác cho. Hũ clear đâu được. Hũ khác thì khoảng 2 tuần nữa mới có. Bây giờ lấy hũ nhỏ xài trước đi. Đem đổi lại đi. Vậy là lộn rồi. Bị đục ha. Bị đục. Như này, đây là bột clear này. Đây là hũ này, bột clear này, coi này. Này bột... thì nó trong hết trơn ha, này nó không có trong. Này cái này nó là clear này. Thì biết rồi, cái này nó không có clear, nó đục hơn. Cái kia đục không? Đục. À, vậy là mẹ cả. Coi lại phiêu lộn bao nhiêu hũ nha. Nè. Này clear này đúng không? Này, đây này là clear. Này clear này. Biết liền à. À, cái kia đục ha. Cái kia đục. À, vậy là mẹ cần rồi chứ. Rồi. Nó đục rồi, nó bọt nữa. À, đục rồi. Đục rồi là me cành à. Hũ bự luôn à. Rồi. Đổi, không sao, không sao. Rồi. Nè. Thấm xuống miếng giấy xíu cho nó khỏi chảy nha mấy bạn. Rồi, mấy bạn thả nó ngay đây nè. Khỏe anh Hoàng. Hello, khỏe không? Nè. Hôm nay gặp thần tượng luôn đúng không? Hôm nay gặp rồi nè. Mím chết có gặp chưa?
Ông chưa gặp nhưng mà hả, không có là không có cái video nào của anh là ông coi. Ờ vậy hả? Nè mấy bạn thấy không? Cục bột này đắp cho nó thật gọn, thật đều này. Mình không có muốn dũa nhiều ngay cái cuticle này. Mình gấp gọn lại như vậy. Đó, thấy bạn thấy không? Đưa nó vào, đưa nó sát vào. Cái khúc này là mình đưa ra ngoài để mình cắt. À, là mấy bạn cho nó u lên để mình cắt thì nó đẹp hơn. Có mình hả? Thấy không? Anh chỉ em cách sử dụng cọ mới mua về, với lại em dùng toàn làm hỏng cọ thôi. À, mới mua về đó em vò nó ra, em rửa nó trên cái liquid này. Ừ. Ủa mít hơi em cũng bị hả? Em bị thì em đưa lại. Đó. Bây giờ mấy bạn thấy không? Ôm nó lại nè. Sau khi đó nè, mấy bạn dùng cái đầu này nè, thấy không? Cây này đó. Nhúng một chút xíu mình vô liquid như vậy, nhúng một chút xíu vô à, đỡ ướt ha. À, cái mua cắt bột này em mua ở đây này, ở trong cái supply này có bán à, cái mặt bột mà nó còn ướt như vậy đừng đụng vô nó, mặc kệ nó, chờ cho nó mờ mờ đi, mình hẳn làm gì mình làm. Em hai màu đó ha, màu này solid 89 và solid 39 rồi. Mấy bạn thấy cái mặt bột này nó mờ đi này. Đó. Các bạn chấn nó vô cái này thấy chưa? Bạn lắc ở bên này cái kéo ra cũng được này ha. Lắc bên này cái bạn kéo ra cũng được này ha. Đó. Đó. Thấy chưa? Lấy nó ra này không? Trong góc này các bạn có thể kéo cho nó sạch đi này không? Đó. Hello Lily Giang. Rồi sau đó này, nếu bạn lấy màu đen này đúng không? Đi sát vào đây kia cho cô cho David. Ok. Thấy không? Ở 39 em, 89 và 39. Thấy không? Đó. Đây, kéo xuống nha. Rồi mấy bạn thả thằng này vô. 89 với lại 39 nha em. Nè. Ha. Rồi sau đó là mình mua bằng một hũ bao nhiêu hay là mình mua không biết Thanh có không, nhưng mà thường thường nó bán một cái set của đó nó có cả mười mấy màu, mười cái khác nhau đó. Hôm trước David lấy chút xíu thì thôi à, nhưng mà nó có nhiều lắm, nó có nhiều thằng nó giống như vậy nữa này, lại giống như vậy, lại bự như vậy, lại kiểu khác nữa này, nó tùm lum kiểu hết á. Hello Julie em nè, bây giờ mấy bạn ấy nè, sau đó này mình bỏ cái bột clear lên nha mấy bạn. Cái bột clear thì nó hơi chảy thì mình thấm xuống miếng giấy một chút xíu cho nó bớt nước đi, rồi mình đưa nó vào trong đây nè mấy bạn, mấy chị thấy chưa, đưa nó vào ha, đẩy nó lên ha, đẩy lên cho nó tới cái góc của nó, ôm nó vô. Hello em khỏe không nè, đưa nó vào nè, thấy chưa, ôm nó vô nè, thấy chưa? Đó. Mấy bạn thấy là cái bột clear thì thường nó hay chảy á, mình cứ để nó, đừng có kéo nó, mình kéo nó là nó bay, nó chảy đi hết à. Mình cho nó cái thời gian này cho nó khô chút xíu là mình nhấn nó dễ nhấn hơn. Đúng không? Đó.
Ok. Xong bên đây ha, mình sẽ qua bên kia, mình sẽ làm cái màu bên này ombre khác nữa. Hello. Hello Tony em. Anh đang dùng cọ không? Anh đang dùng cọ số 10. Tại vì trời lạnh á, mình dùng cọ càng nhỏ càng tốt. Anh có cọ số 8 không? Số 8 thì không có ra, ít người mua quá không có ra. Nhỏ nhất là số 10. Ha. Thì trời càng lạnh bao nhiêu thì mình dùng càng cọ càng nhỏ bao nhiêu. Tại vì càng cọ lớn quá nó sẽ bị chảy, thì nhiều nước quá sẽ chảy thôi. Ha. Càng nhỏ càng tốt. Bây giờ mình sẽ làm lại cái màu này nè. Các bạn thấy không? Lấy cái bột này. Thấm xuống miếng giấy một chút xíu ha, tại vì nước nó sẽ chảy và mình thả cái bột đó ngay đây. Đó. Các bạn nghiêng này, chùi cọ sạch sẽ nha. Mình đập cái chỗ này này cho nó thật mỏng lại này. Nghiêng xuống là cái móng đúng nào cũng nghiêng xuống này, mình đập cho thật mỏng này. Tại vì ombre mà, mình muốn đắp ombre giống như bên đây thì bắt buộc là mình phải mỏng. Cái bột mà nó còn ướt á, là mấy bạn nên nhớ mình sẽ hướng dẫn của nó đó thiệt là nhẹ nhàng. Ngay cái đầu cọ thôi. Ok. Mình sẽ feel được là cái bột nó ướt hay cái bột nó khô, cái độ khô của nó như thế nào. Mình được vuốt nó vô. Nhiều khi á, mình không cần, mình cũng không cần phải vuốt nhiều nữa. Mình chỉ vuốt từ hai bên, mình vuốt vô ngay giữa thôi. Đó. Đó. Mình vuốt mạnh quá đó thì nó đi hết bột. À, mà vuốt nhẹ quá thì nhiều khi nó không đi. Thì đâm ra là nhiều khi mình làm, mình phải cảm giác, mình phải biết được là cái độ khô đang nằm ở chỗ nào. Để mình cái, mình là tùy theo cái sức vuốt nó nhẹ hay nó nặng là nằm trong cái vòng tay của mình. Đó. Mình ôm ngay này lại này, thấy không? Bạn ôm đây lại để cho cái xếp của mình là giữ được cái xếp, nó không bị mất cái xếp ha. Cái thằng này nó bỏ đây đi ra thôi. Đó. Sau đó mấy bạn lấy cái bột thứ hai này ha. Nè. Mấy bạn thả cái bột thứ hai ngay cuticle này. Đó, để ngay đây ha, nghiêng xuống này, chùi cọ sạch sẽ này đúng chưa? Bắt đầu đập nè. Khi mình chùi cọ đó là mình ép á, là cái cọ của mình nó flat ra. À, mấy bạn vuốt nhẹ nhẹ xuống này. Mấy bạn hiểu không? Kéo nó xuống này thấy chưa? À, mấy bạn chùi hai bên này cho nó thật sạch nè. Để cho mình khỏi phải dính bột hai bên đó ha. Các bạn thấy chưa? Bên không có chia. Cọ này cọ số 10 anh thôn, à, Danny ơi, anh đang làm nhiều cọ số 10. Đó đúng là anh làm tùm lum cỏ hết á, số 10, số 12. Trời lạnh thì anh thích làm sao có cọ nhỏ nhỏ cho nó tốt. Trời nó hơi nóng nóng thì anh dùng số 14, 12, 14. 16 cũng dùng nữa, có nhiều bạn dùng thích dùng số 16. Rồi, sau khi đó mình nên nhớ là mình bỏ cái bột clear vào nhé. Mình không có bột clear ở đây thì mình dũa nó bay đi hết. Này nghe này, thấy mấy bạn thấy không? Đập nhẹ này ha. Các bạn kéo nó xuống, thấy chưa? Các bạn vuốt vào nào. Các bạn clean sạch hai cuticle này cho David nha, thấy chưa? Hai cái này. Bạn có thể vuốt này lại để lấy bạn dễ cái xếp cho nó đều. Đó. Nó ra. Rồi mình sẽ qua bên tay đây lại nè. Này cái này mình dip nè, xin lỗi. Bây giờ mình qua bên đây mình đắp cái ngón này nữa. Ombre lại này nha. Bạn thấy không? Có bột nè. Bạn thấy có bột không? Thấm xuống giấy một chút xíu để cho nó bớt nước đi. Các bạn thả 2/3 của cái bóng thôi. Cái kéo nó xuống này. Hello Nubia from Mexico. Hello. Này đập cho thật mỏng này ha. Thin it out right here. You make sure that you thin it out from here. Này đập này ha. Mấy bạn thấy không? Đập đều này. Đó. Ngay chỗ này nó mỏng. Thì cái thí dụ bây giờ mấy bạn làm trắng hồng đi cũng giống nhau luôn. Đây là cái bột trắng này. Mấy bạn làm giống y chang vậy luôn. Cũng thật là mỏng. Thì mấy bạn bỏ cái bột hồng lên á, là nó sẽ blend in nó dễ dàng hơn. Thì mà nó blend in dễ dàng thì nó ra cái màu ombre nó sẽ đẹp hơn. Đúng không? Nè. Mấy bạn thấy không? Cái cách của David Wood là David Wood ngay vô đây nè. Qua bên đây là David Wood vô nè. À. Mấy bạn thấy chưa? Wood vô nè. Wood vô là mấy bạn nhìn là cái cọ của mình nằm như vậy đúng không? David nằm hướng như vậy nè. Mấy bạn Wood như vậy. Chứ không phải là David vuốt như vậy. Vuốt như vậy là nó sẽ đen ở ngay giữa chứ không phải hai bên góc. À các bạn thấy không? Vuốt từ bên này vuốt vào này. Đó. Các bạn hiểu chưa? Rồi mình đập ngay khúc đầu này chút xíu như vậy thì cái thằng này nó dư ra, mấy bạn nó nằm xuống dưới này, mấy bạn bỏ nó đi thôi. Đó. Mà cái đầu này vuốt ngay này nó cũng mỏng nữa. Đó. Sau đó mấy bạn trở lại lấy cái bột hồng này. Ok. Đây.
Các bạn đẩy sát lên critical luôn nha. Đó, kéo nó xuống ha. Đây. Rồi, các bạn coi lại nha. Này, cuticle này, thấy chưa? Đẩy sát vào này ha, mấy bạn thấy chưa? Sát vào nha. Ok, kéo nó xuống này ha. Đó. Ôm nó lại. Đó. Nhưng mà sau khi mình làm cái này xong, mấy bạn nên nhớ mình phải bỏ cái bột clear vào. Ok. Bây giờ qua tới ngón tay bên đây, David sẽ deep cho mấy bạn coi. Con này deep, nhưng mà chút xíu nó David deep. Xong rồi David làm ombre một nốt nhạc trên cái ngón deep đó ha. Thì bây giờ mình deep thì mình sẽ không dùng tới liquid nữa. Ok. Chứ hỏi tại sao cái chai này em xài mới có một ba chai đó mình nó bị hoài. Chai này có nhiều hên xui à, không biết tại sao. Nó cứng rồi, nó đặc phải không? Nó đặc rồi. Thằng này cũng vậy nè. 1/3 chai bắt đầu đặc rồi. Thằng này thì anh xài tới đây thì nó vẫn còn lỏng này. Nhiều khi có cái như vậy này, lúc mà mình xài xong đó, lúc mà mình quét bột á, nhiều khi mình không chú ý cái bột có chút xíu bột mà dính vô cái cọ nó đưa vô đây nó đặt cái cọ mình, đặt cái chai của mình. Em cũng kỹ. Nhớ là làm mình làm xong mình nhớ mình phủi bụi sạch đi hết. Trước khi mình trở lại. Bị allergy phải không? Dạ. Cũng hiệu này luôn này. Hiệu này luôn này. Nó có cái chữ như vậy trên mặt không? Nếu mà nó có chữ là nó khó, nó bám, nó vứt lắm á. Cái thằng cũ hồi xưa là không có chữ thì nó mới dễ đặt. Em hình như ở trong đó như là có một cái chai nó có cái chữ thôi. Còn mấy chai kia nó không có cái, nó không có cái mạc à. Chỉ có thằng base á, thằng base thằng thó là có cái mạc thôi. Đó, cái số 2 đó. Số 2 đó hả? Ừ. Cái thằng nào mà không có cái mạc là thằng đó nó cũ đó. Dễ khô lắm. Thằng mới á, nó có cái mạc này nè, nó sẽ không bị. Em tưởng em làm gì sai, em giục đi 3 chai liên tục như vậy. Ờ vậy à. Rồi, bây giờ cái này là mình deep nha mấy bạn. Chai nó 12 ấy. 12 ml. Nhỏ hơn chút. Nhỏ hơn cái chai 15, cái này là 15, cái này là 12. Nhưng mà sắp sửa thì tới ra là ra cái chai 15 luôn. Nó không chai 12. Rồi cái chai số 2 nữa đây có chai fill không? Chai fill có chứ. Chai fill có. Nghĩ chai fill nó có bị không? Không. Như vậy này, cái chai fill xài tốt nhất là biết làm gì không? Mình mua chai fill về. Mình bỏ vô chai nước sơn OPI. Nước sơn OPI mình xài xong đúng không? Bỏ vô cái tô. Từ cọ từ đầu ngâm ra hết luôn. Đâu cần nó mua chai mới cũng được vậy. No, chai mới không ngon. Nên lấy cái chai OPI. Chai mới á, là nó về nó sẽ bị cứng cọ. Cái cọ của nó nhiều khi cái cọ bỏ vô đây là cứng cái cọ của mình liền. Đây mình làm cái chai nước sơn OPI mình về mình ngâm ra xong. Cái chai refill đó đừng có đổ đầy bình mà đổ nửa bình thôi. Xài xuống đây hết. Quăng đi lấy chai khác bỏ vô. Là xài vĩnh viễn luôn. Không bao giờ bị ấy hết. Bây giờ là người ta đang làm như vậy ngon nhất. Nó không bị đặc. Không bị đặc. Không bị đặc. Thử thêm lần nữa. OPI lấy cái refill đi. Bây giờ là cái này là cái này, cái này là bột natural mấy bạn thấy không? The phone number. Ok, hold on one second, let me give you the phone number here. Like a business card. Ông này ông không có business card. Trời. Hôm qua hôm kia thì mình có cái tờ giấy mà để cho cái số phone order. Đi lấy cái phone.
có xỉu lạnh. Lấy số 4 làm số 2 cũng ok. Cũng được. Đâu pháp lắm. Lấy số 4 làm số 2 cũng ok. Số 2 bị hết hàng rồi. Ok, cái số điện thoại ở đây là 770 696 2877. Đó, thấy chưa? Rồi dán ở đây lại tiếp. Ai cần thì mình thả tiếp. 32 ounce, khoảng chừng 32 đồng, mà đúng rồi, 32 ounce là 32 đồng ngắm này đang bán ở bên đây. Là bây giờ mấy bạn coi này, cái mà mình làm cái dipping á, thì mình sẽ xài cái size chai số 1 là chai bon, đúng không? Chai bon trước này, ok, ok. Sau khi mấy bạn xài cái chai bon xong, rồi, đây là cái bột, là cái bột natural ha. Lấy cái feel cũng được, lấy cái feel về xài thì cũng rất lắm. Ồ, cái này là cái top. Ừ, này cái top. Ồ, cái bay feel còn không? Cái bay feel thì còn chứ. Bay feel còn. Top nó cần. Top nó cần. Nè, đưa nó vô nè. Tại biết sao, đang làm cái này để mình cover cái lõm ở đây nè, giữa móng tay người ta. Tại mình double thì mình đâu cần đâu. Nhưng mà dip thì nó bị cái lõm, nó bắt buộc mình phải fill lên. Không fill thì nó lúc mình làm nó sẽ bị gồ ghề, nó bị lô lên lên xuống. Xin chào, tiệm mình có chuyện đang, tiệm mình có chuyện do đang Pháp không vậy? Tiệm mình có chuyên đưa hàng Pháp không vậy? Chuyển. À, có chuyển hàng hả? Chuyển hàng qua Pháp không à? À, vô Pháp à? À, bên này không nha. Nhưng mà nếu mà em muốn thì để anh tách cho em cái số điện thoại em, có chỗ khác người ta gửi đi. Nhưng mà đây sẽ không gửi. Có gì inbox cho anh đi, anh chỉ cho. Ô, Chisel Color Co có làm ôm lên một nỗi nhanh được không? Andy Tiến ơi, ô là như thế nào? Ô là cái hũ nó giống như vậy không? Có phải cái hũ nó giống như vậy không? Nếu mà em nói ô, cái này là 2 năm rồi đó. Còn ô thì là ô như thời xưa kia đó, thì chắc không làm được đâu. Chỉ có cái thằng mới này mới làm được thôi. Ôm lên một nốt nhạc là phải làm trên cái màu solid. Solid, nếu mà để cái chữ solid thì làm mới ra này. Hello Kevin. Nè ha. Rồi sau đó mình phủi bụi đi ha. Này cái dip á, nó hơi cần cá thật, để cái bóng dài. Mình phải build cái structure lên. Mình build cái lõm xuống. Thì bây giờ mình phải làm thêm một lần nữa lớp, hai lớp vào trong này. Mình quét này. Ok. Mình đi sát vào cái cầu nha. Nè, đi cho nó đều. Nè, đưa nó vào này ha. Ôm nó ra. Ok. Mình chờ. Hello Tina Trần. Hello David Trần. Mấy em khỏe không? Rồi đó, sau đó mình phủi bụi đi ha. Mình làm thêm một lớp nữa. Tại vì cái móng dài như vậy mình phải cần có cái structure, mình phải build cái structure cho nó cong lên. Để mình dip á, nó mới ăn, nó mới bám được, chứ thôi là nó gãy liền. Nó không có là nó sẽ bị gãy. Thấy không? Này, ôm nó lại này ha. Bây giờ ôm nó lại này ha. Okay. Ngay chỗ này mấy bạn nhìn, ngay chỗ này nó hơi còn hơi lõm ở ngay đây này. Cũng thấy nó hơi lõm. Thì mình làm thêm lớp nữa ngay khúc dưới này đi. Yeah. Tại vì mình làm xong rồi mình cho nó khô rồi mình dũa mà. Bạn thấy không? Đó, rồi ok. Mình cắt này qua một bên đi. Anh, vậy chỉ làm trên solid color thôi hả? Đúng rồi, Andy Tiến. Solid color là cái nền, nó mới ăn. Còn cái mà thí dụ như là cái màu này solid này nó ăn này. Nếu mà em lấy cái màu màu này đi nè. Màu nó kêu là OM47A, màu này không ăn vô. Màu nào làm nền ombre thì được. Nhưng mà ombre một nốt nhạc trên top bắt buộc phải cho solid này. Bắt buộc phải solid này thì nó mới ra ombre một nốt nhạc được, thấy không? Nhưng màu này cũng vậy này, solid này, đó thì nó mới ra. Không, nó không ra.
Theo bạn Nguyễn này, em thử như thế nào, em có xài đúng cái thằng mát gel này không? Đây nè, đây là chút xíu nó coi anh đi, để theo dõi cái video này anh chỉ cho cách làm này. Ok, thì bây giờ mình trước hết sau đó là mình sẽ vũ xếp nha nè. Tại vì cái thằng chi sô này là không cần phải activator ha, là nó khô liền đó. Rồi sau đó ha, mình sẽ giũa cái ok em đi. Rồi, ráng hốt đi em. Mình giũa để làm gì? Mình giũa để cho cái nền nó chạy đều. Tại vì cái deep á, nó cực hơn là cái đắp cho cái móng dài. À. Mình phải làm cho nó đều. Đâm ra nó phải u lên như vậy thì mình deep nó sẽ không có bị. Mình phải coi này thấy không? Chứ không là nó không thôi là mình deep là nó sẽ bị lồi lõm. Mà nó sẽ bị flat nữa, nó không có đẹp được. Đâm ra bắt buộc mình phải làm cái độ u lên. Nhìn ra một bên mình coi nè. Mười ngón thì ít khi nào mình làm món dài như vậy ít mình kêu dài hơn đó. Dài hơn cực lắm. Gắn móng lên nó cắt cái số. Mà deep hả? Ừ, vậy thì cực lắm. Nhưng mà kệ nó. Mình làm mình lấy tiền thì mình lấy tiền nó cao chút xíu. Tiếng là quá giỏi. Những về là cũng giỏi đó, đúng không? Lẹ. Tiếng muốn dài là quá giỏi rồi. Deep này quốc. Cái quan trọng là quan trọng cái độ dày, làm cái độ dày nè. Bây giờ nè. Tiếng là quá giỏi rồi đó. Em đắp như là 7 8 lớp gì cơ. Ngày 39 này ha. Mình làm đắp xong rồi vũa, đắp xong rồi vũa. Mấy bạn thấy mình tiếp tục mình xài cái chai base này lại nha. Nhưng mà cái này mình sẽ đưa nó vào. Ôm nó vô nè ha, kéo nó sát vô. Kéo nó sát vào, ôm nó sát vào nè. Cái thằng này vậy nè, thật là mỏng. Kéo càng mỏng càng tốt. Hôm nay nó ngay ngày cuối rồi. Nay ngày cuối rồi. Ngày hôm qua và ngày hôm nay. Mình nhúng lên nhúng xuống hai lần để cho cái bột nó ăn vô cho nó đậm sâu một chút xíu nữa. Top pink and white different cần base không? Pink and white thì nhiều khi không cần tới base của em, tại vì cái pink là nó cũng là một cái base rồi, nó không cần tới nó. Này, một lớp này ha, bây giờ mấy bạn coi lớp thứ hai nha. Đưa nó vào nè ha. Giữ nó này. Làm sao mà anh Thanh biết làm, em chưa biết làm. Ôm lên mà nói nhạc ha. Anh Thanh có coi đời anh Thanh biết làm rồi phải không? Để ông Thanh còn đi chỉ khác nữa. Ông thấy rồi, khoái mà nói nhạc rồi. Nhưng mà ngạc con cái nó chỉ được màu đậm. Đúng rồi. Cái màu đậm nó dễ làm, màu đậm màu lợt nó khó làm quá. Nó chưa, cái trắng hồng cũng chưa có được đẹp luôn. Cái trắng hồng phải chịu khó chờ thêm tháng nữa. Thêm tháng nữa có cái trắng mới. Ờ,
cái cách làm nó chỉ có thể làm trên chef cơ là làm bất cứ trên món nào. Bất cứ trên món thịt, món gì đều làm được hết. Chef cơ là làm được. Ờ lạnh á. Nó chưa lạnh, nãy giờ ngồi đây anh thấy lạnh quá trời. Chỉ bỏ sơn cái mát đó luôn. Sơn cái mát cho nó khô thì chị điểm lấy màu chị biết luôn. Đúng rồi. Làm chef cơ là không ăn thêm 15 đồng. Làm chef cơ là ngon lắm á. Em ăn thêm mỗi lần vô phim em xong em dip mà ăn thêm 15 đồng. Dip ông đây mà nó nhạc á ha? À, em dip mà ăn thêm 15 đồng. Ờ, à, thấy không rồi, làm treo, làm dip vô. Ờ, thà nào nãy giờ anh ngồi đây anh nói, ủa thôi màu đậm mà được. Lạnh, thấy nào hồi nó, sao nó lạnh quá. Nè, dip 3 lớp này mấy bạn thấy chưa? Thì chị phim chị sơn keo xong rồi đúng không? Xong sẽ chị rút cái sơn keo rồi đừng bỏ thớt nha, bỏ bê thẳng, bỏ bê cái mắt. Thí dụ bây giờ em sơn khách nó vô nó có màu natural thôi, không có màu gì hết á, natural. Thì làm feel natural xong, đúng không? Em sơn cái thằng mát gel này lên. Em sơn nó lên rồi em, à quên, xin lỗi. Em sơn cái thằng base xong rồi sơn cái hai cái màu gel của em, cái màu gel lên. Rồi sau em sơn cái thằng mát lên, em nhúng vô là thành món nó nhạt thôi. Ra liền. Hello em. Bất cứ màu nào cũng được hết, cái màu chổi thôi, cứ màu đi chổi nhau là anh ăn. Ai mới nhúng một lớp nhạt cả ha? Dạ, nhúng một lớp. Anh làm hả? Bây giờ cái thực tế cái basic của nó là nó chỉ dính màu chứ không dính bột, cho nên thì nó rất là mỏng. Đúng rồi, ăn cái màu thôi. Đúng rồi, chính xác. Chỉ biết bất cứ trên món này cũng được, tại vì nó ăn cái màu chứ không ăn cái bột, chị nhớ như vậy. Đúng rồi, chính xác luôn. Cảm ơn anh nha, học thêm được nhiều. Em cũng có em thấy một cái chiêu trò đó là em nghiên cứu thêm một cái chiêu trò khác cũng trong cái cách làm đó để làm được nhiều món. Còn bữa em mới học cái ấy. Mà bởi vậy chị ăn lên chef rất là ngon, là phiêu chị chef rất là ngon. Ăn thêm một lần là rất là ngon. Anh giỏi ha, anh giỏi. Giỏi chứ, nghe là biết giỏi mà. Tại làm ào luôn mà, làm tiếng hồi lẻ. Một tiếng ngồi muốn dài là anh làm giỏi. Cực lắm chị. Nhưng mà anh làm giỏi, vậy là nhanh đó chứ không có phải chậm đâu. Chị thích làm cho đồ dày, không dày vô sữa cũng đúng nha. Chị thích làm đồ dày. Mấy cái đầu dũa anh em địch mua đâu rồi? Ở đây có bán. Có nguyên một set luôn, bán 99 đồng, nó có 7 nó có 7 cái trong đó. Nó 7 cái đầu dĩa trong đó. Chị lấy chai hồng cái gì vậy, chị sơn xe phê lời, chị biết bất cứ trong chỗ nào cũng được hết. Thậm chí chị biết món thật cũng được. Có món thật nhiều đứa, món già, món nó tốt. Chị biết những cái màu lợt nó đẹp. Anh mở cho anh. Tại em ghé em mua đồ những đứa bạn kêu mua giùm nó cái chai thủy số 2 của bên chỗ ông Hoàng. Em ghé mua số 2 rồi đó. Làm different base chair base coat trước khi ở hay là bỏ top pink white only base coat trước không hay là bộ top pink white only. Làm different base coat trước không hay là bỏ top. Ồ không, nếu mà bỏ top pink white như này, cái chai top pink white em bỏ không cần phải base nha. Nè, cái chai không cần phải bỏ base, cái chai này không cần bỏ base. Bây giờ tụi nó bán là nó coi 12 chai nó bán 100 đồng. Em làm đấy. Cái này mình tự làm cũng được. Ờ, em muốn làm. Pha alcohol ra chị làm. Dạ, đúng rồi. Không, cũng giống nhau thôi. Giống nhau thôi. Nếu mà chị muốn thì mua thì chỗ bên ngoài tụi nó đang bán. Dạ, nó bán cái chiêu bằng cái mobile, treo mobile. Alcohol in á hả? Alcohol in. Alcohol mình mua trên mạng á, có 3-4 đồng chai à, về mình làm chết luôn. Amazon bán đầy luôn. Giờ rồi là mình đổ ra, mình vô chai mình làm thôi, mình để in mình làm được. Không, chị muốn chị lấy treo lon á. Dạ. Treo lon là màu được, cực kỳ đẹp. Chị làm những cơn lốc xoáy rồi, cực kỳ đẹp. Vậy
vịt tết cho Lan rồi phải không? Ờ, cho Lan anh không có ra, anh chưa có ra, anh chưa có ra cho Lan. Mà nó nhiều công ty lắm, công ty mình xảy ra. Nhiều lắm, nó đâu giống giống nhau hết à? Giống nhau hết à? Ừ, nó khác nhau nè. Thôi mà, thằng nào cũng giống như nào hết. Ăn thuộc mình làm. Lơ mơ có một công ty nó sản xuất ra là nó bán cho đủ mọi công ty, là người ta bỏ cái tên vô thôi, chứ treo Lan ai giống nhau. Khi nhúng xong ba lớp rồi bỏ RTR rồi giũa xong RTR nó có... Ồ, không không, Enasmoy, cái công ty bột của Chisel đó, là khi mà em nhúng xong rồi đó, đây nè, em nhúng xong ba lớp rồi nè, em không cần RTR, là nó vẫn khô như thường, ha. Tại vì nếu mà công ty khác thì em phải bỏ RTR là thế mới khô, còn thằng này nó sẽ không bị vấn đề đó. Rồi, ở bên đây mình giũa tiếp bên đây ha. Deep ombre dùng mat top, sau đó em bỏ thắt cốc nhúng nó bị lem rất, nó bị lem rất anh à. Deep chưa kỹ. Cái deep ombre của em lúc mà em bỏ cái mat lên á, em nhớ em phải phơi đúng 1 phút. Ha. Mà nếu mà em nhúng vô mà nó bị lem á, là có thể em không nhúng đúng. Nếu mà em nhúng vô nhiều khi nó lem mà em kéo thì nó bay đi hết á. Là nếu mà em dùng cái solid sẽ không bị, mà dùng cái màu khác nó sẽ bị. Nhưng mà chịu khó em dùng cái, em phải dùng cái thằng solid của Chisel á, nhưng thôi là không, thôi là nó không, thôi là nó bị hết. Cái chỗ những cái màu khác thì em thấy nó bị vì nó siêu, nó không có màu. Đúng rồi, nó không có màu. Cái màu là mình không có siêu là nó có màu. Bất cứ màu nào mình không siêu thì đều làm được hết. Nhưng mà cái thấy là mình màu giỏi chứ nào, càng giỏi thì càng nổi. Đúng rồi. Cách làm hay, nhưng mà em về em chế biến được cách ấy. Làm như kia thôi là làm nó thật, làm đó lại. Đúng rồi. Mình làm như ảnh dạy nhưng mình cũng phải làm số tiếng thêm nữa cho. Ừ. Có nhiều cái sáng tiếng rất hay. Trời, coi trên mạng mấy năm mà giờ mới gặp. Em chạy 4 tiếng lên đây gặp anh đó. Em á hả? Ở đây 6 tiếng chưa nhất nhất. Mà đây dễ đâu chỉ 6 tiếng cho chị Lan. Đây 6 tiếng, còn đây sang Mose. Còn em ở, em sao Thiên Lan nè, 5 tiếng thôi. Xuống lên đồ. Sao Thiên Lan? Em ở đâu? Ở Sài Bên này. Ờ, Sài Bên này chơi chè hả? Sang Mose. Nhìn nó đi qua đó. Trời, 4 tiếng. Em chạy 4 tiếng lên đây hả? Wow. Anh lấy số phone qua em biết ông Rê dùng mát top coat sao mà nó không ăn màu giống như làm 404. Ông Rê dùng mát top coat nhưng mà Enasmoy em phải dip lên trên cái, em phải dip vào cái màu solid nè. Em thấy cái chữ solid không nè? Nè, thấy cái chữ solid không? Em phải dùng cái solid mới được. Em dùng cái màu không phải solid là nó rớt ra hết á. Em hiểu chưa? 404. Anh gọi đi chút xíu không có trên đầu này. Em tên Ngọc. Tên Trang. Ngọc Trang chứ không phải Nghĩa Trang nha, đừng để lộn. Đi luôn á. Rồi, bạn chờ xíu nha. Dạ. Ngọc Trang là North hay sao? North Carolina. South Carolina. Yeah. Yeah. Deep 50-55. Oh, em mua biết bao nhiêu bộ còn em mua lẻ. Mua biết bao nhiêu. Của em giờ em đi làm nho ta mà em chờ của em giờ em có khoảng 100 hũ bột hơn. Trời ơi. Mình không hài lòng mấy cái của người ta sản phẩm.
Mày hỏi gì bây giờ? Set hết 300 mấy chục màu luôn. Cái chủ tiệm mua thì không nói, bằng đi làm người ta mua với nó. Dạ. Chúng ta thấy xài được. Xài được thì đâu khe đâu. Đúng rồi. Xài không được mới chết chứ còn xài được. Đúng rồi. Giống như tụi Skier Sky, một số người nó không biết xài nó phải bỏ đi. Này ngâm ra muốn chết luôn. Bột ngâm ra cứng lắm. Nó chắc vậy đó. Nhưng mà nếu mà... Nó chắc là chỉ cái nhờ gì. Nhờ số 2. Anh chị mua kiếm acetone mà... Chị xài số 2 khác vô khác rồi. Ừ. Số 2 độc lắm đó. Vậy là nếu ra tính ra thằng này nó còn chắc hơn thằng SNS nữa. Chắc hơn nhiều chị. Chắc hơn nhiều chứ. Nhắc SNS nhiều. Chị nếu mà chị nhanh tay, nếu mà chị làm gọn, chị thằng này nó tốt hơn SNS nhiều. Tại vì thằng này dip lên nó khô liền. Chị dip lên SNS nó khô. Q-Sky nó khô, mà dip lên OPI nó không khô. Hoặc là thằng Nutrien nó không khô. Em thử hết rồi. Nhưng mà cái nào nó không khô, em bỏ Activate được luôn. Yeah. Chị em nói. Nhưng mà ý nó là cái quan trọng là cái bay này nè. Quan trọng là cái bay này chứ không phải là cái bột đó. Có nhiều bột nó không khô, bột nhiều cái siêu lợi quá nó giòn. Đúng rồi. Nó khô rồi xong nó giòn. Cứng quá. Anh khen cái number two quá trời. Cái number two này hả? Number two này rất là good. Nó không có bị nhưng mà em dùng có nhiều chai, em không biết tại sao em xài giống như 1/3 chai của đâu. Nó không có bị bể. Tại vì siêu lời nhiều quá là bị bể hết rồi. Refill nữa thôi, đừng làm nhiều nữa thôi. Đúng rồi. Lúc đầu em mua cái đó, em mua thứ mấy chục chai là. Wow. Sao nó mua cái refill mua thứ mấy chục chai vậy? Lúc đầu đâu thấy cái refill đâu. Lúc đầu nó không có hả? Có chứ, nhưng mà nhiều khi chắc không để ý đâu. Không để ý sao? Em mua lần 20 mấy chai, em về đó làm em vốn chưa, công ty người ta làm em không thích, cái đồ người ta xài không thích, em tự sắm. Em mà sale không thôi. Oh. Tất cả những cái đồ em vô tụi nhau là bất cứ cái đồ gì em không xài gì trong tụi nhau ngoài bông gòn. Oh. Với acetone là hai thứ đó, mà uống hết cứ xài cái thứ đó. Chúng tự mua luôn, cũng mua mấy bình. Biết sao? Dạ. Làm kiểu đó, khách không chạy người khác được. Dạ đúng rồi. Bắt buộc phải tới mình. Khách đâu có hàng của mình đâu làm. Anh phải cảm ơn em bán biết nhiều bột của anh với South Carolina. South Carolina hả? Oh wow. Trên nó chơi chứ cũng nhiều người mua lắm, tại vì em xài cái đó đó. Ừ. Cái mà mấy khác nó đụng nó không có màu nó xài. Đúng rồi. Bắt buộc phải theo. Chủ bắt buộc phải mua mấy lầu mới nợ mua 50% hữu mua xài không được, bắt buộc phải mua thêm. Ừ. Yeah. Cái liquid anh đáp là liquid hữu gì anh được? Chi sầu lối em. Liquid của chi sầu. À. Hả? Nó đỡ hôi. Em lấy lúc này cũng hôi, em đây là cái nào cũng hôi. Nhưng mà cái thằng này nó đỡ. Đỡ hôi. Nó đỡ hơn nhiều. Nó đỡ hơn nhiều lắm. Ủa sao em có cái bệnh nhà sao nó nồng dữ hơn vậy? Hôi lắm rồi. OBI nó thằng này. Nên nó đỡ hơn. Đây này, thử coi. Nó là cái mùi của nó là vậy đó. Nó đỡ lắm. Giống nhau. Đúng không? Không, đỡ. Đỡ chứ mà cái khác mở ra bây giờ là anh hôi dữ lắm luôn. Anh đứng ở đây là hôi luôn. Nó đỡ hơn tí. Nó đỡ hơn cái bình vuông. Nó đỡ hơn cái bình vuông. Cái bình vuông nó nặng mùi hơn tí. Em có cái bình vuông mà 32 ao á. Ờ, em mua cái bình vuông đó. Nó cũng thằng giống nhau mà ta, nó một công ty mà. Nhưng mà em cảm giác là cái hàng kia nó nặng mùi hơn cái này. Ồ vậy ha. Ừ. Em có những bình vuông như này. Em nói cái đồ anh em không thiếu món gì hết. Có nhiều món. Có nhiều cái em mua em chưa xài đó. Chín đồ, em không có cơ hội để xài. Tắm bánh về luôn. Nói chứ người nào trong cái ngành phong trào mà thấy người nào hay mà sao học hỏi. Dạ, đúng rồi. Em deep ombre dùng matte top coat sao mà nó không anh giống như anh làm. Có nhiều người. Ok, anh ngồi yên đó nha, chờ đi chút xíu anh làm cho em coi. Em nếu mà mình deep không đúng là nó không có ra đâu. À, không đúng màu nó không có ra đâu. Em ngồi đó đi. Anh làm xong cái này anh sẽ deep cho em coi.
Thế sao? Cái sơn á mà deep á nó ra đẹp lắm. Đây nè, sơn gel á, thấy cái chai gel này hôm qua này có làm này. Chai gel màu đỏ này. Mà deep vô cái màu đen á, nó ra nó cực kỳ đẹp luôn. Nhưng vậy là đẹp hơn. Đẹp lắm, tại biết sao? Tại vì sao? Em có cái, em có trên xe em chụp mấy màu, em làm cho khách em chụp lại. Đẹp lắm. Má sơn sơn nó cái màu càng chổi nó càng nổi. Đúng rồi. Nhưng mà cái màu như mà chị đắp cái màu càng chổi đắp càng khó. Anh ơi, khách sơn gel muốn mát, em có thể dùng mát tóc của anh được không? Được chứ em. Sơn gel muốn mát thì nó thoải mái. Cái mát này nó vẫn bình thường thôi. Nhưng mà còn cái em thắc mắc, em muốn hỏi, em muốn xua anh Hoàng. Ví dụ như mình sơn gel gì. Thay vì mình không bỏ thấp thì mình sơn xong cái mát này mình sơn thẳng lên cái gel được không? Được chứ. Được. Tại vì cái mát này nó là vừa thấp mà nó vừa base luôn. Không có bung được, bám chắc lắm. Okay. Đâm ra lý do tại sao mà nó làm ombre mà rốt nhạc nó không có bung ra là lý do. Nếu mà là top là bung ra rồi. Mà thằng này nó vừa top vừa ma vừa bass luôn thì đâm không bung được. Đó, một nốt nhạc đưa vô cái là dính liền. Đó. Còn đi. Trời ơi, sao còn mấy đứa vậy? Về con nguyên một cái tủ lạnh dưới kìa. Cái này là chai gì anh? Cái này là chai sơn gel thôi. Ờ tín. Đó. Có quảng cáo này nè. 770-696-2877. Người ta mua giống thôi. Sao? Em đi tới tiệm nào là người ta mua một cái chai vậy đó. Đúng rồi. Nó... Tại vì em cầm mấy chục hũ mới vô tiệm người ta em làm mà. Mà em đứng lên cái nào làm từng là người ta đi mua. Chịu khó đi làm dạo. Cứ tuần làm một tiệm mỗi một khoảng chỉ làm một tiệm 2 tuần để cho nó khách nó lấy hết cái màu của mình xong đó mình đi cũng lý nha. mình di chuyển giáo. Mà. Ừ, nói là biết là biết tay nghề giỏi. Đi theo đâu có bằng làm ở nhà. Có gì biết làm ở nhà thì nhiều hơn á. Trên nơi chính anh đây về đây. Em à, em ở Florida. Orlando, Florida. Bữa tính chạy xuống nhậu với anh chứ. Ở đâu? Orlando. Orlando kỳ trước á hả? Năm này đi không? Năm này premier show nè. Tháng mấy? Tháng 6. Để xuống nhậu với anh bữa. Thì đó rồi. Anh là nhậu là hết say luôn. Mồi luôn à. Nhậu một hồi là hết mồi luôn, anh là quất xanh mồi hết. Lăn đùng ra ngủ luôn. No quá. Còn ai muốn xịn mà kệ. Bởi bây giờ nhậu mà. Mỗi lần mà gọi anh đi nhậu là sợ lắm. Bao nhiêu mồi quất hết rồi. Em về bỏ Hùng là hai đứa mà bỏ hai chồng bỏ lại chỗ nhiều hơn tiệm ta. Em xài tụi em xài bột nguyên. Bột nào mà đặc biệt đó, biết ông rê gặp thì em mua bột nguyên. Rồi sau đó mấy bạn chạy Kiriko. Hello Bruce Beda. À. Chào tất cả các bạn và các anh chị nha. Có rồi, có ba chai ở nhà rồi. Sau đó các bạn chạy sạch cho nó tròn, nó kêu đi cò ha. Vậy thôi, không cần. Cái này có hai chai, nhà có ba chai. Mới mua 10 chai mát. Ừ, cái chai mát đó, mà chai mát thành thánh á. Sao nó nhỏ quá ngoài. Mà mua cái chai lớn này. Lớn ha. Ừ, đây nhỏ bán này có 8 đồng thôi, mang bốt ra chai lớn bán 10 đồng. Lớn gấp đôi không? No, bây giờ là có 12 ml, mai mốt thành 15 ml. Chẳng lớn bao nhiêu á.
vậy thôi à. Cái chai em nó thiệt, cái chai này gặp mấy cái món gì dài mà nó làm xong nó chưa sưng hết, nó sưng ba bộ hơi hết chai. Đứng quá trời rồi nha. Ừ. À, bắt đầu vô rồi, ngã tròn nè. Hôm nay cái gì ngày hôm qua vui lắm, ngày hôm qua trời ơi đông nghẹt luôn á. Đi qua đi lại không có chỗ đứng luôn á. Hôm nay bà con chắc hôm nay lễ là chắc nhiều tiệm cũng mở cửa ha. Hôm nay mà ai mở cửa chắc là cũng đông khách á. Nay lễ. Ừ. Lễ vì người ta không đi làm, không đi học đó. Thường Việt Nam mình là lễ là Việt Nam là mở cửa hết á, tiệm nail là đâu bỏ đóng cửa uổng đó. Bây giờ cái ngón này là ngón deep ha. Bây giờ mình sẽ làm ombre một nốt nhạc này. Bây giờ có những bạn mà thắc mắc từ nãy đến giờ đó, cứ hỏi là ombre một nốt nhạc làm không ra đó. Cái em gì đâu rồi, cái em Anna Small, giơ tay lên coi có còn đằng mặt ở đây không. Anh sẽ làm ông đây một nốt nhạc cho mà coi nè. Đó. Ở đây bây giờ có đầy đủ của chi sò hả? Ừ, đầy đủ hết rồi, không thiếu gì hết trái. Còn thiếu chai này. Chai đó chai pink white ha. Dạ. Ừ. Cái chai pink white đó là không có bị vàng khi mình làm pink white. Cái nào? Cái chai này. Chai đó hôm bữa thì có nghe nói rồi, chai đó là xong không bị vàng này, mà cái chai đó mà làm deep á, lấy cái chai đó khỏi phải bấy không chóc. Wow. Deep gel gì? Deep gel, deep pink white, deep gel luôn, deep gì cũng được hết, deep bột deep á, bột deep mà bột deep trắng hồng á. Thì cái deep gel deep trong tháo cực cái bà luôn. thì đúng rồi, thì mình muốn nó ấy mà, thì nó em biết nó ở đó, nó ở đó nhưng mà tháo được nhưng mà tháo chết luôn. Nhớ rồi, biết kèo tháo chết luôn nhưng mà chịu khó dúa xuống rồi. Ok, xếp hàng nha, chờ nha. Anh sẽ làm ombre cho em coi. Anh tại em nói là tại sao mà em một nốt nhạc em không ra, chú ý nha. Anh muốn biết em làm một cái gì sai. Ok. Vậy cái này anh nghĩ nó vô tenement, nó bị đổi màu không? Lúc trước có test ở dưới khu Orlando, nó nằm lâu quá thì sẽ nó cũng bị. Bị phải không? Nó nằm lâu quá bị. À, ok. Nó đừng nằm vừa thôi. Một tuần nó nằm một lần thì không sao, mà một tuần nó đi tới 3-4 lần là bị. À. Nó đúng ra là cái tenement, cái UV ray của nó quá nặng đi. Ha. Một tuần mà nó đi một lần thì không sao, mà một tuần nó đi tới ba lần là bắt đầu nó chuyển lên. Nó vàng tay được thôi. Đúng rồi. Tại vì nếu mà sơn được thì nó tiện cho em, tại em theo cọ. Cọ thì nó khỏi vàng luôn. Cái nào? IBD mà quét cọ nó khỏi bị vàng luôn. IBD hả? Nhưng mà cái đó thằng đó là phải chùi. Đúng rồi. Thì nó không vàng. Đúng. Cái thằng đó là cái thằng mình phải chùi nó đi. Còn 10 thì bởi đa vì nó tiện, em hỏi nó có bị vàng không. Nếu đa nó, số nó không vàng, nếu không vàng gom lại chục chai thì chai thì nhưng đâu nhưng nào. Nhưng mà khách đây nó đâu có đi tenement every day đâu mà lo, một tuần đi lần có sao đâu, chừng nào nó đi tuần đi ba lần thì mình sợ. Em nói sao khen lai là dùng đi trắng, em sợ đi tenement như vàng nó phiền. Đi every day hả? Thử một khách thế đi, thiên cận đi 2-3 lần rồi xong tenement. Ok rồi, bây giờ theo dõi ha. Đâu kệ, lấy chơi vậy nghe, cho nó thử cái nó đỏ. Cho nó thử đi. Cho thử. Không thử sao biết đúng không? Đúng rồi. Rồi, ombre một nốt nhạc trên cái ngón màu cam này. Lại coi nè. Rồi. Cái này là muốn nói em là deep trên đinh màu được luôn, trên bất cứ deep trên chỗ gì cũng được. Nè. Ngón solid số 9. Ha. Solid số 67. Mình sẽ làm ôm nốt nhạc 3 màu. À. Nè mấy bạn theo dõi nha. Em Anna ha, mấy em bắn tim nha. Yên, em bắn chim luôn. Nhớ bắn chim nhiều xíu nha. Những em chân dài thì xếp hàng luôn nha. Coi đây.
nhớ là sơn cái thằng mát lên, đúng không? Nó bữa nói mình đưa mấy cái móng cái mẫu cho em coi deep treo đó. Đó. Đây. Nè, một nốt nhạc đây. Mình sẽ qua bên đây mình làm luôn cái này một nốt nhạc nữa này mấy bạn coi này. Em mua một mớ cái mấy cái chai nó về mà chai nào mở ra nó cũng bị khô quẹo quẹo dính dính được. Cái... chai nào em? Chai top mát này hả? Mấy chai nào? Mát mát đâu có bị đâu. Anh nhớ hôm anh trước anh có bị mấy cái chai trắng này có một số. Chai trắng nó bị nhiều nhất. Chai trắng nó có số bị. Nó hay bị không? Lấy... nó trả lại được không mà? Nếu mà nó bị cứng cứng trả lại sao? Em lấy cái, mấy cái đồ nhỏ nhỏ nó cậy ra hết. Ờ, nó cho nó sạch đi, nó bị dính dính là tại vì lý do là như vậy này. Bỏ lên. Cái mát này. Cái thằng này phải đúng á là 60 giây nha mấy bạn mấy anh chị. Một mắt luôn. Đây nè. Cái thằng này á là nó xài cái chai trắng này nè. Đâm ra nó bị mai mốt nó thay chai nó xài thành cái chai nâu nó hết bị. Ánh nắng mặt trời nó vô khúc dưới này nè. Nó vô khúc góc này nè. Kinh khủng không? Nó đã spray rồi đó mà ánh nắng mặt trời vô vẫn bị như thường. Ok, sau khi 30 giây ha thì nó sẽ khô. Cả hai tay nha. Ok, cả hai tay luôn nha em. Ông này ông làm cho ông muốn làm cho chi sồ mà ông xài hiệu Creation là sao đó. À, cái máy này của Creation là công ty chi sồ không có máy gel. Không có máy gel. Không có máy gel. À. Dùng cái máy gel thu nó có 50 giây vẫn được mà. Ờ à, thì nhưng mà càng tốt nhất là em cho 60 giây còn không là em muốn chắc anh em cho anh 90 giây. Thì nó sẽ không có bị những cái rắc rối giống như là bị loang hay là bị điểm kia. Rồi bây giờ lấy ra nè. Hai ngón này là mình ombre một nốt nhạc này. Đây là cái màu này, màu số 9 này, mấy bạn thấy chưa? Ê nè, chú ý này nha. Em nói là tại sao nó không của em làm nó không có ra. Nè, em đưa nó vào này một cái này, em nhấp này, thấy không? Đưa vô sâu. Em thấy nó ăn vô chưa? Giờ em phủi bụi đi nè. Em nó ra ombre này thấy không? Vậy mình có thể mình dùng cỏ mà mình rắc giống như dipping powder. Không cần, em dùng cỏ chỉ cho nó cực. Rồi. Em làm như vậy ngon hơn nhiều. Này đi ngon hơn chị. Nè. Không cần phải dùng cỏ. Bây giờ cái thằng này này, anh muốn cho cái màu đen ngay cái đầu này, thấy bạn coi này. Ok. Nè. Ừ, cái này cũng ra cái màu này này. Thấy chưa? Ồ, đẹp. À, mấy bạn thấy này, có nè. Một màu, hai màu và ba màu. Thấy chưa? Đó thì làm sao mà em nói nó không ra? Anna ơi, em có nghe ra, không? Em không ra, anh cho em ra. Không ra là phải ra, em không ra là anh không chịu. Anh em không ra là tất nhiên là em có vấn đề rồi. Thấy chưa? Cảm ngay. Rồi bây giờ này, sau đó là mấy bạn phải nhớ là mình sơn top lên thôi. Nè, sơn kéo trên này. Top này lẹ hơn lấy cỏ gấp nữa. Lẹ hơn nhiều. Ừ, nhiều. Dạ hơn nhiều. Và thứ nhất nữa. Cái này nước gel. À, nó ra nước giống gel top. Gel top. Gel top. Dạ, cái này nó ra giống như là giống như là xịt airbrush. Không phải cái glue. Ờ à, không, nó không tại glue thì nó sẽ không ra được cái chương trình này. Cái chương trình này là phải có cái thằng này nó mới ra. Đó. Không dám giống mình rắc bột anh. Không sao, không dám hả? Anna, em nói gì anh? À, em nói gì anh không hiểu. Không. Anh có làm giống như em không? Hay là em nói là rắc bột là sao? Anh đang làm ombre một nốt nhạc mà đâu anh đâu có rắc làm chi. Anh rắc là khác nữa. Rắc là không phải màu của cái solid nữa. Ừ. Solid là không... không dám giống mình rắc bột anh. Không dám, không gì ta. Muốn đậm thì sao thêm một lần nữa. Đúng rồi. OOM thì nó giống vậy luôn. Không, rắc. Để cho anh giải thích cho anh hiểu nè. Tất cả những cái này, cái cách làm này, màu chổi, càng chổi thì nó càng nổi ra càng đẹp. Nhưng mà em cái này nó chỉ lấy cái màu lên chứ nó không lấy bột. Cho nên cái màu nó có sheer là nó không có màu, nó không lấy lên được. Em biết là lấy cái sao lệch, nhưng mà nếu như mà mình lấy cái bịch bột ombre đó, cái bột của nó, cổ chê sò luôn, nhưng mà nó còn thế để chữ ombre. Not a dark, a rắc bột.
Em muốn dark thì em you do it so more because I didn't want to be too dark, em. That's why I just want to have enough for ombre. I didn't want to be way too dark. If it's dark, you can do it one more time. Then it get really dark. Yeah. You see what I mean, Anna? Most important is as long as it is ombre. But if you want a dark, then you do it one more time. That's it. Yeah, ok, rồi, bỏ vô đây nhìn cho anh. Bây giờ qua bên đây này ha, mình làm lại này. This is a matte gel again, ok? Ok, I'm gonna do it one more time, you guys see. Ok, okay. Sơn matte gel lên này, ok. Làm ngón này luôn á. Sẽ làm hai ngón. Nếu như cái thằng mà thin and white này nè anh Hòa, nếu như cái thằng thin and white này nó ví dụ thôi, bây giờ mình sơn thằng này, mình gắn mấy hộp lấm tấm, mấy hộp này lên, có cần nó ở không ta, ở nổi không? Không, nó không ở. Cho em màu blue á. Muốn tay mình á, em chơi cái thằng này vô. Oh no, Anna, I'm gonna do it one more, I'll show you. One more time, vậy là bỏ matte top again, huh? Up to you, if you wanted to do it one more tap again, yes you can. You don't have to. You can just go ahead and go back and do it one more time. Without putting any top back on. It's still gonna work. Cái thằng này là mình xong rồi này. Nó khô hết rồi nha mấy bạn. Thấy chưa? Đó. Thì đó là ombre rồi ha. Cái này là ngón deep. Ha. Những bạn muốn làm gel, nước sơn gel, mấy bạn sơn gel lên. Rồi mấy bạn deep vô một nốt nhạc trên móng tay thật cũng được luôn. Thấy chưa? Tùy theo mình thôi. Miễn sao là mình phải bỏ vô cái màu đó. Nãy mình không làm thử cái spider. Spider dễ lắm. Spider đi vô đưa qua này đây. Trên này vẫn làm spider được này. Được. À được chứ. Nè spider thì nó nè. Anh làm thử hay anh đừng làm thiệt? Thử đó nha. Làm thử là phải để xa đó ha. Chào 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 spider chào là giao nhận. Okay, I'm gonna do spider gel nào. Cái spider gel này thì mình không có cần phải mình lấy cái cây nào nó đúng là mình lấy cái gì mình làm nó cũng ra được hết á. Okay. Lên nè. Một đường này ha. Kéo xuống nè. Kéo lên nè. Kéo xuống nè. Kéo lên nè. Kéo xuống nè. Nhiều đường luôn. Qua này. Nó cứ đi hoài sao ngắt ra. Đi ngắt qua thì mình kéo nó, mình giật nó xuống. Đó, rồi, ra, bỏ nó ra. À, xong. Thấy chưa mấy bạn thấy không? Nè. Mấy cái này kêu vẽ cực lắm á. Đúng rồi. Vẽ không đều. Vẽ đâu. Một hũ như vậy á, một cái set của nó có 36 màu, 32 đồng hôm nay. Vẽ rồi. 6 màu 32 đồng. Sáu màu không hai đâu. Sáu đồng hũ. Ừ. Rồi bây giờ nè. Ủa thằng này. Hũ này sao nó bóng, nãy sưng lộn quá. À, thằng em này sao bóng ta? Đó. Không lẽ mình sơn này? Chắc nãy lộn. Quá hay. Lộn làm lại. Không sao. Nộn này lớn mình làm đó. Bây giờ nè. Bây giờ đây mình sẽ làm thêm cho Hello Sandra em. Bây giờ nó cũng muốn đậm đó. Cứ muốn đậm á. Nè, bây giờ làm đậm cho em coi này. Bây giờ cái này là màu này màu khác nè, anh muốn không có nè, anh đắp nó vô, anh không có muốn ấy này. Nhấp bên đây nè ha. Ok. Nó ra màu này rồi đấy chưa? Bây giờ em muốn đậm nữa thì em nhấp thêm một lần nữa nó ra đậm thôi. Còn không thì bây giờ em nhấp này. Màu nào cái này nó cũng ra rồi đó. Nè. Này muốn đậm bao nhiêu thế nào thì tùy theo thôi,
Em muốn đậm thì em cứ đi đi lại lại nhiều lần như vậy thì nó sẽ đậm ra thôi nè, thấy chưa? Thấy không? Nhưng mà nó đậm quá đâu có đẹp nữa đâu. Thấy không? Như vậy là đủ rồi. Chứ là một màu, hai màu, ba màu mình thấy được luôn là ba màu rồi còn gì nữa, đúng không Anna? Đó. If you continue to keep doing it again and it will get darker. Nên là sơn lộn chai thấp trắng nhớ. Vậy đó. Vậy là em để ý hơn anh đó. Nè, phủ bụi đi này. Cái này á, thế mà mình cầm cái bụi mình phủ nó đi mà nó bay mất màu đi là it's not good. Nó không bay màu là nó good. Ok. Rồi. Nè, sơn thấp đây này nha mấy bạn. Thế nó bay đi thì làm lại, nếu không bay là sơn thấp lên. Nè, nó bay lên là work rồi đó. Nó không bay là nó bay đi là xong rồi đó. Là mình làm lại nhiều khi nó cũng không ăn đó, tại vì cái màu nó không có đúng. Bắt buộc nó phải dùng cái màu solid của nó. Đẹp chứ ha. Nè nhớ nè. Các bạn nên nhớ là mình chịu khó mình chạy chung quanh cái cuticle như vậy này, chạy như vậy này thì nó sẽ không có bị chóc. Các bạn nói là vài ngày nó chóc là không, là có thể là các bạn làm sai, tại vì David đã test rồi. Trước khi đó là David đã test một thời gian khá lâu. Khách đi 3 tuần luôn, 4 tuần luôn, có nhiều người khách đi 5 tuần luôn trở lại. Cái ombre vẫn còn dính ngon lành. Anh còn cái màu đen nào đậm hơn màu đen 67 đó. À, màu đen solid 5. Ngón này gắn diamond đi sư phụ. Ok, cái ngón này để dành diamond ha. Ok, để bây giờ mình qua bên đây. Nãy là sơn ở đâu vậy ha? Em ở Cali muốn mua thì ở đâu? Chờ tháng 2. Tháng 2 anh về bên đó đó. Tháng 2 anh về San Jose nè. Tháng 2 anh về Los nè. Tháng 3 anh về Los luôn này. Có nghĩa là tháng 2 và tháng 3 là hình như là đóng đô nằm hết ở bên Cali đó. Từ San Jose kéo xuống cho tới Santa Ana luôn. Có em nào muốn đi nhậu không? Chèm chim, chèm chim. Muốn đi nhậu không? Ở đó mồi rất là ngon. Tha hồ là mồi luôn. Rồi bây giờ móng tay vô đây. Cái mà mình nè, thấy nó khô rồi này không? Dính đây này. Không ăn thua vậy, để vậy thôi. Nếu mình không cần bỏ thớt đâu. Không cần. Nè, nó đâu có rớt ở đâu bỏ. Còn muốn bỏ thóp cũng được, nó hơi cồng cồng một xíu, không cần. Em cần bỏ thóp. Em để vậy cho anh cũng được. Còn không mà muốn em muốn bỏ thóp cũng được thì em muốn có cái màu khác nó vô để nó làm ra cái này nhưng mà thôi. Mình nhấn. Hả? Đây có bán không? Cái này lắc lại như này. Không, cái này hả? Cái này đây không có bán. Cái này để làm, để in vào làm ombre đó. Là ombre đó. Ừ. Là solid số 6. Làm cái đó để làm chrome cũng được. Nên là mình nhấn cho mình làm mấy cái chrome nó cũng đẹp lắm. Đâu rồi, nó có cái thằng, đây thằng này nè. Đây. Ví dụ bây giờ mình muốn làm chrome, mình nhấn cái thằng này vào nó làm chrome cũng vui lắm. Mình nhấn nó lên cái này nó đổi màu này. Nhưng mà nếu mà nó nhấn như vậy, cái thằng này đổi màu như vậy đó thì mình phải bỏ thóp vào chứ thôi là nó bị chóc hết. À. Thấy không? Tại mình lên chrome mà. À ha, mình lên chrome này, thấy không? Thì nó dính này ha. Nó đổi màu ra chrome này, thấy chưa? Nhưng mà nhớ đó. Cái đó đó mình không có cái thằng mình không có cái màu không bỏ thóp lên là sẽ bị chóc. Em ở Australia mới lấy order, phải nhớ chị em gửi qua, em follow anh làm năm rồi, ủng hộ anh quá. Ồ vậy đó hả Anna? Bây giờ Anna, nãy giờ em thấy được cái cách anh làm chưa? Ok không? Cái ta chị là màu đen ha, đen giống màu đỏ ha. Thôi cái ta chị là có bột hay gì? Bột hay là dip hay là đắp hay là không bột đều làm ông đây mà nó nhanh được hết. Đây cái thằng này là dip. Giờ với thằng này là bây giờ mình sẽ gánh diamond ha. Gánh diamond thì bây giờ các bạn chú ý nè. Anh lọc. Em xài đủ kiểu, đủ thứ gì. Cái diamond này chắc lắm ạ. À. Gan ti luôn. Cái này bảo đảm. Cái này nó lợi hơn, nó tiện hơn cho chị, phải 500 chai chị sơn lên được. Còn cái kia chị phải dùng cọ.
Em ở BGG là đâu? Hello tôi đi. Rất vớ con cầm chỉ sơn lên thôi. Dày hay mỏng là do mình chỉnh thôi. Còn chưa thường thường là xưa em sai là sẵn cỏ, em sai với tôi. Nè, bây giờ này mình lấy cục bột, cục này cục bự này đúng không? Đó. Bự hơn như vậy nữa cũng không sao hết á. Anh không thành vấn đề. Không, nó cũng không có bị rớt ra. Nè, cái thằng này thì nó vì lý do nó đặc. Nè, mình lấy nó ra thấy nó đặc không? Nó là gel đặc mà. Nãy giờ blue gel. Ừ, nhưng mà cái thằng này mà lỡ mà mình có một con khách nào mà nó chuyên da mà tối ngày cứ bị làm men này kia mà bị bung ra đó. Lấy nó. Bảo đảm luôn. Bao cho đi 3 tuần sau trở lại nó chưa chấp được đó. Xương chêu móng thật hay mà. Xương chêu móng thật. Lấy thằng này xương chêu móng thật. Bảo đảm luôn, không chấp đâu được hết trơn. Nhưng mà vậy mình bắt buộc mình phải sơn thớp lại chứ. Có. Mình bỏ nó phơi khô xong rồi mình mới thằng trắng này mới đi chung quanh cái thớp đó thôi là xong. Ok. Giờ bỏ này đây đi. Okay. Cho thằng này vô. Mấy bạn thấy nha, mình lấy ra mình đặt hàng cho mấy bạn coi. Xong không mua gì nữa con ơi. Hả? Không, chưa. Đi vòng mua hơn giống như đi làm giống như chủ tiệm mua vòng hơi biết nhiều lắm. Bây giờ mình đừng có mua bột với supply nữa, là một năm nữa là sẽ mở tiệm được đó. Bây giờ mình mua để mình để dành, mình mới mở tiệm mình xài. Thì đó mấy người mai mốt ra màu mới hay sao? Mấy người trong tiệm nói em chứ. Mấy mốt chị mà ra tiệm là không cần phải mua. Phải phải mua màu đúng không? Đúng rồi, thế đó bởi vì mua sẵn rồi. Đúng rồi. Cái mua sẵn mới mốt không mua. Mua mốt ra tiệm phải mua. Này. Đẹp quá. Này bỏ vô đèn nhé. Này bao chốc nha. Bao chốc hả bà? Là chốc luôn á. Bao chốc luôn á. Bao chốc luôn á. Lên bộ tay này cũng được, làm cũng được 70-80 đồng nữa nha. Cái ngón này nãy mình sơn khớp chứ sư phụ. Cái này, đó, à, anh có sơn rồi. Chưa. Rồi có anh, sau khi anh khom anh có sơn khớp chưa rồi. Thì đâm ra nó mới rờ, nó mới mất cái thằng đó đi đó. Thấy chưa? Nó hơn chứ. Nè. Hơn chứ. Nếu mà bộ này ở dưới chỗ em làm chứ khoảng 80 có. 85 đồng có nè. Vậy ha, dùng nè. Dùng rồi gì ở đúng rồi. Dài là hết 5 đồng rồi gì. Rồi 65 là hết 70. Ở hộp diamond này ha, diamond này thì hộp em liên lạc với lại Thamile. Thamile. Thamile bán rồi. Chưa tính nữa đó. Wow. 85. Có hồi cũng bỏ công cũng đáng. Em cũng làm bộ như vậy cũng bị. Nhưng mà màu cực lắm chơi. Rồi chị coi chị. Rồi chị màu cực màu đó. Cái tiếng màu đó. Tiếng mấy. Thôi mà em thích làm vậy hơn là làm tùm lum. Chị xuống dưới. Nè. Chị xuống dưới. Lấy nó này. Thành dở luôn rồi. Tại nó hốt quá mà cứ bắt chước nó hốt. Nhớ này. Em cũng nghe nói. Thằng này là bây giờ mình phải đi chung quanh này. Tại vì thằng này nó sticky. Nếu mà mình không đi cái thằng này chung quanh á là nó bị sticky. Bây giờ mình bị dính. Em nói có cái muốn hỏi là bây giờ nó bị sticky đó như vậy mình chùi được không ạ? À không. Chùi nó sẽ nó không có được, nên đâm ra mình chịu khó mình đi một đường cong ngoài như vậy. Làm trên tay thiệt thì phải đi thêm một nước thấp lên nữa. Đúng rồi, chúng tôi đã bị sticky. Nó mày sticky là nó khó chịu lắm. Trời, phôi là khỏi nói rồi, nó là phôi bỏ vô dính liền. Thấy chưa? Ôm vô nè. Đó. Như vậy mình lấy nó mình xài của lý ha. Chị mua thêm chai nữa. Chai. Không mà không có xanh nữa. À. Hello Minh Tâm. Phải không em? Rồi. Anh cất đồ nghề của anh vào. Muốn làm đẹp không? Muốn làm đẹp không? Nè, lấy này chị. Bấm này. À, cất vô. Mới đợi muốn mua về em xài, em đâu biết em quét mỏng quá rớt. Thì sao á? Rồi. Đâu có chết luôn, đâu có rớt rồi. Vậy nó không tùy theo. Nhưng mà em có lại em về em thử rồi. Em thử đủ trò. Mà nó cứng thiệt, còn
cung nhận nó cứng. Cứng là tới lúc mà khách tới là phải lấy kìm cậy nó mới văng nó mới ra. Bắp chắc vậy đó. À ha, chắc lắm. Đã. Không biết cái chai dầu mình nó mới kêu bao giờ, kiếm chai dầu. Chai này thì gì đây? Norris này, ok, dầu đây, cho vô luôn đi. Thiệt đúng rồi anh Quang, cái bình nó mùi nó nặng hơn này nhiều. Nặng hơn hả? Nặng lấy em nói, tại anh mở ra nhà nên... Mai mốt anh có cái chai khử Chanel number 5. Anh ra. Anh sẽ bán. Mua chai chặn chai Chanel à. Nhỏ nhỏ thôi, giỏ vô 2 giọt hết mùi liền. Hết mùi luôn. Mà khách đi hôm trước á, là test á, là sợ là tại vì nó bị bỏ cái mùi vô đó. Yeah. Nó unstabilize cái liquid của mình, nó sợ khách nó bung. À. À, test không bung gì hết luôn. Đó là good. Vậy là có thiệt. Vậy là được, vậy, có. Vậy em nhỏ cho được rồi phải không? No, mà cái Chanel number 5 của em á, là không ăn đâu, tại vì cái đó là khác. Okay. Được về Việt Nam. Đi DC về mệt quá, ngủ nãy giờ. Ồ vậy là đã vậy, đi đâu DC hả? Vừa làm vừa cua gái đó. Vừa làm vừa cua hả? Cua chứ, cái nghề của mình là mình phải cua chứ. Nhất đặc biệt nhất là chân dài. Đó. Nhất là nhất là cấp 50 từ bang. Chạy. Cái nhất là phải cứ đút vô nhấp nhấp. Đó. Cái đó rất là quan trọng. À. Lily ơi, em đừng có cười nha, anh biết rồi. Hello Nguyễn Như. Nói gì chuyện với ảnh mà. Chanel number 5. Em nghe năm Chanel number 5 là em cười ha. Đúng rồi. Chỉ hỏi cái này phôi hay nãy giờ không có. Đúng, cái đó là cái phôi. Muốn in phôi vô đó thì bây giờ để kiếm cái nào in phôi vô cái cho vui nè. Có dầu rồi. Không sao đâu, chùi đi. Chùi. Nè, chùi dầu đi nè. Tên lại in phôi vô cái cho coi nè ha. Cái thằng đó là phôi rất là good. Mình đi chắc ngón này đi. Ủa ngón này mày sao phôi. Ngón nào muốn bỏ phôi vô. Ngón này đi. Dạ. Đây ngón này phôi này ha. Này chùi sạch đi nha. Rồi, có sơn. Con người mẫu làm thoải mái. Ừ. Tha hồ luôn. Chở thêm thằng em ra sân bay. Gặp em nữa. Anh gặp em lúc nào em cũng người chở ra sân bay. Chở em ra sân bay. Thấy không? Mình sơn cái... nhớ mình sơn thằng này xong ha, phải bỏ vô đèn mình phơi nha. Thằng bay nó là base, nó là base. Bay này nó là chuyên gia cho đâm ra cái thằng bay này nó có nhiều cái tác dụng nè. Gel manicure nè, không bị chóc, đính đá, foil cho một dip, không bị chóc. Thì đâm ra là nó có nhiều cái tác dụng rất là good. Hit là ghiền. Hit là ghiền đúng không em? Đúng là anh biết mà. Chanel number 5 mà anh có bỏ nước buồn đó em ghiền. Em hiền là thà nào anh cứ em cứ leo lên coi anh live stream hoài là anh biết em ghiền rồi. Đúng rồi, cái loại này dễ ghiền lắm, hit vô cái ghiền liền này. Đó. Sau khi mình xong cái đó này mình lấy nó ra. Hôm bữa nghe mấy đứa mạng nó nghiên cứu ra cái liquid không có mùi, mà em mua hết tất cả, mua không biết bao nhiêu loại rồi mà nói rồi đó, cái nào cũng nặng mùi. No, nó có một thằng không có mùi, nhưng mà cái đó là cho học sinh dùng. Nó không có khô. Nó khi mà nó khô rồi mình vũ nó hơi bị nhão nhão. Nó không có tốt. Cái loại mà để cho người ta hồi xưa người ta đi coi thi nail rồi. Đó, nè, phôi nè. Thấy chưa? Thì đó, thì cái thằng này là cái thằng làm phôi mà. Đó, mấy bạn thấy chưa? Nè, góc này, hai góc này. Vậy thôi. Đúng rồi, cái đó là chỉ cho học sinh nó xài thôi. À. Nó không có mùi gì hết trơn á. Nhưng mà có cái là nó lại không có chịu khô. Nhưng mà có hôm trước á, là nó nghiên cứu rồi. Nó đúng là nó nghiên cứu hết rồi. Anh đổ acetone vào. Anh để cho nó khô nhanh. Khô nhanh thiệt. Khô nhanh, đắp y như thường luôn.
không có mùi gì hết, đắp rất là good. Nhưng mà khoảng chừng mấy ngày sau cắt trở lại bùng hết. Tại vì cái acetone nó chín nhanh quá, nó còn nhanh quá. Đó, thế này mấy bạn thấy giờ phôi này không? Đó, xong rồi đó, phôi vô. Phai luôn cũng được, cái phôi luôn. Phôi luôn. Nhưng mà ví dụ mình có cần cái base của treo không anh? Sơn cái base treo trước rồi sơn cái này không? Sơn thẳng không, cái này nó là base rồi. Nó là base rồi. Cái phôi này lúc nào cũng nằm trên nước sơn hoặc trên cái móng nhã. Cái này, rồi mới... thằng này nó là base. Nó đâu có thể nào nó nằm trên móng thiệt mà lên này không đâu. Ông ý em nói là mình sơn ví dụ cái móng thiệt mình đã làm sơn xong rồi rồi ok nó cần sơn cái base của treo lên không rồi hay là sơn cái này là base luôn, có là base rồi nhưng mà em sơn cái đó xong rồi ít nó xong lấy ra không cần sơn cái này, không cần, không thằng này nó là base này, thấy nó chỉ là chữ base treo này, không có cần phải sơn base chứ không cần. Đó, coi như là mình xong nha mấy bạn, thấy chưa? Một phút đồng hồ đó. Bây giờ coi như là thằng này top home này ha. Đâm ra cái thằng top này nó rất là bóng. Nhiều người thích cái thằng này nó tại vì cái độ bóng của nó rất là bóng. Này nó bóng cực kỳ luôn. Rồi đó, mấy bạn. Cái hộp qua treo. Đúng rồi. Trong cái đó nó có một ngón nó coi. Nó có một ngón, nó còn là ngón đít. Ngón này là đít nè. Nó có một ngón đít trong đó. Rồi đó. Rồi bây giờ mình bỏ người đẹp, người model mình lên thớt. Lên thớt. Lên thớt chứ. Đó, bây giờ bỏ lên thớt này đó, thấy chưa? Nè mấy bạn thấy không, để tay dày à, sau khi mình làm xong rồi đó, mình sẽ làm một cái ảo thuật đó. Mình làm sao nó biến cái nhẫn này đi này. Cái đó mới là hay đó, thấy không? Làm sao biến cái nhẫn này đi. Tại vì lúc nãy mình mới bò lên, cái người khen nói cái nhẫn đẹp quá. Có không có khen móng đâu, khen nhẫn. Người ta không có khen gì hết, người ta nói cái nhẫn đẹp quá. Thì giờ mình lỡ rồi, mình ảo thuật luôn cho nó mất cái nhẫn luôn. Đó. Ok, mấy bạn theo đây. Nè, bộ móng tay này nó ôm lên top hiệu gì mà bóng vậy anh? Top hiệu BD em. Hiệu BD mới bóng chứ đâu có hiệu gì bóng hơn BD đâu. Nè, hiệu Black Diamond, kim cương đen nha, của Chiso thì nó rất là bóng, kim cương đen rất là bóng. Nè, nó cho mấy bạn thấy không, bóng lắm. Ok thôi, bây giờ thắp Chiso thắp đi. Mấy bạn cảm ơn mấy bạn đã theo dõi nha. Bây giờ đây mình sẽ out cái video này. Rồi đi về đi ngủ. Từ tại mình từ sáng đến giờ ra mấy cái rồi, giờ về đi ngủ. Ra mấy bộ rồi. Rồi thôi ok, bây giờ cảm ơn các bạn nha. Đây mình nè, thấy đinh đá không? Đá này bảo luôn, bao luôn, 3 tuần sau còn nguyên si, không rớt hột nào hết á. Ok. Rồi chào mọi người. Bye Tâm ơi. Bye bye Lily em. Bye bye Tina. Hello Nguyễn Như. Bye bye em.